Đúng rồi, khóa lượng tử vào, chính xác. Cảm ơn anh Thanh nhá, anh vẫn chăm chỉ, rất là biết ơn anh. Chúng ta đang chờ khung mấy giờ các cụ? Chúng ta chờ bao nhiêu giờ nhỉ? Chúng đang chờ bao nhiêu giờ? Bây giờ là đến mấy giờ rồi lớp mình ơi? Đúng rồi, khóa tâm lý chính xác rồi. Bây giờ là mấy giờ? 8 giờ chính xác rồi, chúng ta đang chờ còn mấy phút nữa? Còn mấy phút nữa? Bay gì đâu Trần Long Trần ơi. Rồi ok, 8 giờ đúng rồi, còn mấy phút nữa? Khi nào mà bay thì tôi bảo bay, khi nào sell thì tôi bảo sell. Đúng rồi, 8 giờ ok, còn mấy phút nữa? 8 phút chính xác rồi. Khóa lượng tử của chúng ta làm gì? Khóa lượng tử để làm gì? Khóa lượng tử để làm gì? Khóa lượng tử để làm gì? Đúng rồi, khóa khóa lượng tử để làm gì? Khóa lượng tử để nghỉ ngơi, đúng rồi, khóa lượng tử để làm gì? Để chờ điểm gì? Để đo tâm lý, đúng rồi, để đo cái gì? Để chờ điểm gì? Đúng rồi, xem bên nào mạnh thì phang cái bên đấy. Dã bên đấy, đó. Đúng rồi, khóa lượng tử để làm gì? Đúng rồi, điểm bùng nổ, cái bọn này học giỏi thật đấy. Có tin là ăn được không? Có tin là ăn được không? Đúng dã, đúng không? Đúng nhận sai cãi đấy. Đúng là dã, đúng là ông nhận sai, ông cứ cãi ở mầm ấy, đúng không? Đúng rồi, giỏi lắm. Có ăn được không? Lớp mình có giỏi không? Lớp mình có siêu không? Lớp mình có siêu không? Lớp mình ăn được không? Lớp mình ăn được không? Bài cũng ok mà. Lớp mình ăn được không? Siêu rồi, yêu quá. Ăn rồi, có tin không? Tin không? Tin không? Ông già lừa đảo không? Ok, đớp không? Có đớp không? Có đớp không? Đớp, đớp như chó đớp mồi ấy. Đó, như đen vâu ấy, đớp không? Đớp không? Hay bốc phét? Có bốc phét không? Mày nói rất trần trụi á. Đớp không? Đớp không? Tao lùa để giàu, đúng không? Lùa để giàu, lùa để giàu. Khập, đớp mạnh, đúng không? Đớp không ạ? Thực ra các bạn hiểu này, đây là tiền đấy, tiền đầy ở đây này. Tôi không phải ghen tị với các bạn cả, giỏi thì vào đây mà ăn, đúng không? Đúng không? Cho nên là không có gì mà phải giấu lớp mình cả. Các bạn có ăn nhiều cái này cũng tôi cũng không bị thiệt, có đúng không? Các bạn ăn nhiều tôi cũng vui, có đúng không? Lại gặp rồi. Có đúng không nào? Có sợ bị lùa không? Sợ bị lùa không? Đúng rồi, bẻ tiền, bẻ USD, chúng ta comment bẻ USD. Bẻ USD. Đúng rồi, tiền ở trên bầu trời thì cúi xuống mà nhặt. Cúi xuống là comment từ cúi xuống. Đúng rồi, bẻ USD, đúng rồi. USD. Các bạn có muốn gặp tôi sớm không? Các bạn có tiếc là đã gặp tôi muộn quá không? Có tiếc là gặp tôi muộn quá không? Các bạn đã đi học nhiều chưa? Nào, comment đi, các bạn đi học nhiều chưa? Thực ra bây giờ chưa đánh được vì nến nhỏ li ti, Bollinger Band hẹp, Bollinger Buoy hẹp, Ichimoku rộng, cho nên là nến vẫn đang sideways thôi. Hoàn toàn có thể dập xuống dưới 83 và hoàn toàn có thể dập trên 83. Cho nên Bollinger Band hẹp, các cây nến nhỏ li ti báo hiệu một xu hướng đi ngang, chưa rõ xu hướng, cho nên chúng ta chờ, chúng ta còn 4 phút nữa. Comment 4 là số 4, comment số 4. Gặp đúng thời điểm. Đúng rồi, cúi xuống, comment từ cúi xuống để nhặt. Nào, comment từ cúi xuống nào. Cúi xuống.
Đúng rồi, tiền ngoài xã hội nhiều, bẻ USD. Nào chúng ta comment cúi xuống. Nào hãy khiêm nhường, hãy khiêm nhường, hãy cúi xuống. Hãy trân quý, hãy khiêm nhường, hãy cúi xuống, comment từ cúi xuống nào. Ok, cúi xuống chính xác rồi, anh em ta cúi xuống khiêm nhường mà kệ đời thôi. Hãy cúi xuống để nhặt, hãy khiêm nhường để học. Hôm nay chủ đề là học để hành đúng, học để tỏa sáng, học để yêu thương. Cái từ học nó rất quan trọng các bạn ạ. Tôi đã đẩy cho các bạn từ thiện.net ấy, là từ học, học để tỏa sáng, học để biết ơn, học để yêu thương, học để bớt trầm cảm, học để khiêm nhường, học để cúi xuống. Rất nhiều từ học tôi đẩy lan tỏa ra khắp đất nước này. Hiện tại cái chữ học của tôi ấy, tôi đẩy ra hàng nghìn người rồi. Rất rất nhiều. Anh em comment từ từ thiện.net đi. Không không được trách mình là mình ngu, đừng đừng nhá, không được trách mình ngu. Mình học để biết ơn, mình học để được ban, học để được ban, học để được ban đấy. Mình không ngu, ý trời ban cái ngu dốt cho mình ấy, là ông trời ban cho mình cái ngu dốt đấy để thử thách mình thôi. Đừng đừng bao giờ nói là mình học càng học càng ngu. Ông trời ban cho mình cái ngu đấy để thử thách mình. Ban cho mình cái nợ để thử thách mình. Thế ai là người trả nợ? Nào, ai là người trả nợ nào? Giao khó khăn cho ông trời, ai là người trả nợ cho ta nào? Đúng rồi, từ thiện nét rồi. Ai là người 2 phút nữa. Mất tiền nhiều quá, yên tâm không mất nữa. Rồi, mình ngu là do ông trời ban cho ta cái ngu đó, và hãy giao cái ngu đó ban lại cho, đưa lại cho ngài, bảo ngài ơi, con ngu như thế này, ngài hãy lấy cái ngu của con đi và làm cho con sáng tỏ ra. Ngài ơi, nợ con nợ là được ngài ban, con nợ nhiều như này, ngài ban cho con cái nợ, vậy con giao lại cái nợ này cho ngài để ngài yêu thương con, ngài xót xa con, ngài đem một cái đấng cứu giúp để giúp cho con được hết nợ, đúng không? Đó, đó chính là cái tư duy mà tôi ông già đưa cho các bạn. Yên tâm. Nồi bay hả? Bình tĩnh. Chúng ta còn 2 phút nữa. Phạm Đại 1369, ok. Ông trời, ok. Mình ngu rồi, ok rồi. Khiêm nhường, đúng không? Ok, cảm ơn mọi người. Ok. Mickey Khánh Minh, ok, cúi xuống, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Nào, một đường like đi, like đi ạ. Ông già nhồi bay đi hả? Vội thế em, còn 1 phút nữa, comment đi, 1 phút nữa. 1 phút nữa. Lớp mình có tin là học được không? Tất cả những cái phương pháp ngoài kia vứt đi hết, đúng không? Có tin là chén không? Nào, comment đi, có tin không ạ? Tin chưa? Có tin không? Tin không? Có tin không ạ? À? Có sợ bị ông già lùa không? Hay ông già lùa đi. Hôm nay tôi làm các cái video bởi vì có nhiều thằng nó làm ông già lừa đảo ấy. Tôi giã mẹ luôn ông già lừa đảo đầy trên mạng ấy. Đúng không? Có sợ lùa không? Ok, chúng ta chờ điểm bùng nổ hết rồi, đúng không? Ok, chờ xem. Và comment số 0 đi. Rồi xong. Điểm bùng nổ của chúng ta có bit ad cũng như là các cái thông số là 8384. Do đó là chúng ta chờ đợi một cái sự kiện của bùng nổ, đúng không? Cho nên là chúng ta đang chờ khoảng 1 phút nữa. Ok. Chà hả, hôm nay ông già xeo rồi hả? Vẫn khóa lượng tử nhá, em chờ đi. Hôm nay anh sẽ dạy theo một phương pháp mới nhá, vẫn khóa lượng tử nè. Bye và xeo nhá. 8:30. Các cây nến nhỏ li ti của H1 thế này ấy, là hoàn toàn bị phá vỡ.
Bollinger Bui, Bollinger Band hẹp, báo hiệu xuống đi ngang chưa rõ xu hướng. Mức cản của Ichimoku và đám mây dày chứng tỏ là báo hiệu một xu hướng đi ngang. Cho nên chúng ta chờ điểm bùng nổ. Nào, chúng ta comment từ điểm bùng nổ nào. Rồi xong. Đúng đó. Xem. Heiken Ashi hả? Ok, rồi, bye nào. Lên, nào lên, nào lên, nào. Chúng ta hôm nay sẽ học được rất nhiều điều nhá. Lên, 83, 84, 87, ok, 95, 83, 95, 83, 96, ok. Nào, chúng ta comment số 0 đi, comment số 0 đi ạ. Comment số 0 các cụ ơi. Hey slow, hey sly. Chờ đợi xem sao. Ok, ok. Đô lệnh khúc hả em, ok. Nào, comment số 0 nha, 8396, 8395, 8398, 8407, 8414, 8410, 8411, 8409, 8407, hello, chốt, nào, chốt nào, chốt nào, chốt nào, chốt nào, 8421, 8426, 8427, 85, ok, rồi, ok, rôn, 8440, 8433, 8429, nào, like đi, like đi, like đi, like đi. Rồi, like đi, like đi, like đi. Like, like. Nào, hello, hello. Rồi, comment đi, comment đi. Nào, chúng ta chuẩn bị ghi là 1987 nào. 1987, 1987 đi các cụ ơi. 1987, 1987. Nào, like đi cho đủ nào. 3.400 rồi. Ok, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta tạo giá tiếp này. Tiếp tục bơm vào lệnh buy tiếp. Đúng không ạ? Ok, một khúc tiếp. Rồi, một khúc tiếp, một khúc tiếp nha. Ok. Rồi, chúng ta cố gắng lên 300 lốt. Nào. Tương tác 1987 đấy ạ. Tương tác xem sao ạ. 1987 xem sao ạ. Xem tỷ lệ có ok không. Rồi. Chờ đi, chờ đi. Cúp khốp à. Ok, xem đã. Hay quá, hay quá. 1987, ok. Chúng ta chờ nó phụt lên của nến. Đúng không? Đà của nến, vu của giá. Và chúng ta đưa ra những cái giải pháp xem tối nay, hôm nay thế nào. Vấn đề thứ hai của chúng ta, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ học được rất nhiều điều. Một số cái để tôi xem cái yếu tố của chúng ta như thế nào. Chốt đi. À, ok, chốt cái gì? Cắt lỗ giờ. Cốp cốp à, chốt lỗ đi à. Ok, Wingate. Chốt lỗ nhá. Hay quá. Hôm nay chúng ta sẽ chờ các cái mốc của 1983. Thế nhưng mà tại sao hôm nay chúng ta sẽ có được các cái mô hình để chúng ta học được nhiều hơn? Các mô hình của 1984, 1987, tại sao lại buy? Dần dần chúng ta sẽ có được cái mô hình đó và chúng ta sẽ học được rất rất nhiều điều ngày hôm nay. Chúng ta comment số 4 đi ạ, comment số 4 để chúng ta học đi ạ. Welcome cái vấn đề học tập, học để tỏa sáng, học yêu thương, comment số 4 nha các cụ nhá. 84 đó ạ, comment đi ạ, comment đi ạ. Toang gì ông kia, cho ông này ra ngoài nhá, ông trader year 369 ra ngoài nhá. Anh em có đồng ý cho ông year 69 này ra ngoài không? Comment số 4 đi để cho ông này ra ngoài. Ông dọa, cứ dọa hả? Ok. Ok, rồi. Lên 8461, 8460, 8456. Anh em comment số 4 đi cho ông này ra ngoài nhá. Ok. Rồi. Comment rồi, comment cho ông này ra ngoài. Rồi xong, thằng này cho ra ngoài nhá. Ok, tiếp đi ạ. Còn chốt đi gate này, ok, cho ông gate này ra ngoài nhá, xong, ok, xong, rồi, tiếp theo, vô danh, rồi, chốt, ok, tiếp theo, còn ông nào ra ngoài nữa nào, quá lượng tử biến mất, đúng không? Đúng không, comment số 4 đi các cụ ơi, 8446, 8449, 8455, 8445, 8447, 8453, 47, chờ đi, rồi, comment số 4 đi các cụ ơi. Ok, Dương Minh Hải đang tấu hài đây em ơi. Thằng này cho ra ngoài nhá. Ok, cho ra ngoài thôi.
Ui rồi lại lick cái lon này, tôi chán mày lắm. Đúng không? Không follow này, chán lắm. Nào comment số 4 đi các cụ ơi. Comment số 4, comment số 4. Comment số 4, 8472. Rồi, 8463, 8467. Tiếp đi, comment số 4 đi các cụ ơi. Bùng nổ. Ok. Lời rồi, chốt thôi, chốt thôi. Bao nhiêu lốt ạ? Bao nhiêu lốt ạ? Bao nhiêu lốt? Bao nhiêu lốt? Bao nhiêu lốt? Siêu nhân crypto à? À, lời rồi, chốt thôi hả? À, bao nhiêu lốt? Ông siêu nhân crypto hả? Ok. 85 chốt là đẹp à? Cần gì cứ yên tâm, làm sao mà phải vội vã vội vàng va vấp. Vui vẻ vội vàng. Vướng váp đúng không ạ? Trong cái quá trình mà chúng ta học đấy, chúng ta có cái tư duy của Comlot ấy, nó sẽ giúp đúng không ạ? Và chúng ta đưa ra được các cái phương pháp đúng không ạ? Ừ, Tuấn Vũ hả? Mua tiếp mà anh mua rồi, yên tâm. Và chúng ta đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể đánh làm sao cho nó an toàn đúng không ạ? Và sẽ hiệu quả được đúng không? Chúng ta comment 1985 nè, 1986 nè, comment 1986 nè, comment 1986 đi ạ, comment 1986. Comment 1986 nào. Thế nào cũng 85 mà bây giờ phút một phát là nó lên thôi, đúng không? Rồi, chuẩn rồi. Rồi, 800 U rồi, siêu nhân hả? Ok, rồi, mua tiếp hả? À, tiếp đi, ok, tiếp đi, tiếp đi. Nào. 1989 hả? Ok. 995 à? Ai chà chà đúng không ạ? Dự đoán đi. Ok, Eva, ok. Rồi, 1985, 1986 nha. Ok. 7 phút nữa. Rồi, xem nào, 7 phút nữa hả? Ok, 7 phút nữa là toang hay là không toang nào? 84, nhưng mà hôm nay ấy, thì cái tỷ lệ nó xuống cũng khá nhiều đấy nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là hôm nay ấy là cái tin, à cái nến nó rất bé, nến nó bé, cái xung lực nó yếu. Nay ADX, thực ra ADX nó đang yếu. Nếu trong trường hợp mình chốt ấy, thì mình cũng có thể là có được cái tỷ lệ an toàn tốt hơn cho, vì là mình đã có 1.000 lốt. Tổng hợp là mình có số lốt đấy. Nhưng hôm nay thực sự là các cây nến nó nhỏ li ti, nó báo hiệu một xu hướng đi ngang. Đấy, nó không có cái lực. Thì chúng ta chờ đợi xem nó thế nào nhé. Đấy, trong H1 này các bạn này, H1 thì cái nến nó nhỏ li ti, báo hiệu một cái xu hướng rất là yếu ớt. Đó, các cái ADX và RSI nó sẽ yếu ớt. Cho nên tùy từng cái trải nghiệm của chúng ta, đấy, chúng ta sẽ có cái trải nghiệm tùy từng cái. Nhưng về cơ bản là gì, chúng ta vẫn đang theo một cái kênh buy. À, thay vì từ sáng giờ chúng ta làm mấy đôi vòng của phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ đấy, đúng không? Thì tối nay là chúng ta vẫn theo cái phiên buy như vậy. Ai chà. 3.000 hả? 3.000 gì em? 3.000 hả? 1986 hả? Ok, thì lát nữa mình chốt xong là mình sẽ giải thích vì sao mình học, mình nghiên cứu, mình cắt lỗ hay là mình chốt lời xong mình nghiên cứu, mình chờ. 89 hả? À, 89, 81 hả? Ok, yên tâm, cứ từ từ. Âm rồi, cá mè, sập mạnh, ok. Rồi, sập, dầm, đó. 3.000 là gì đấy? Giải thích hả? Ok, 2007 hả? Ok. Nhưng mà xung lực của nến H1 nó yếu ớt lắm. Cho nên là chúng ta chờ xem. Và chúng ta sẽ có cái cách là giải thích vì sao là chúng ta buy nhé. Comment đi ạ. À. Comment anh em, comment là số 20 nào. Comment số 20, chúng ta chờ cái khung của 8:30 nhá. Nào, comment số 20 đi. Các cụ ơi, comment số 20 đi. 20 nào, comment số 20 nhá. Comment số 20, ok. Buy vàng hả? Ok em. Thực ra buy và sell hôm nay ở trong khung H1 ấy là đang chưa có điểm bùng nổ đâu. Nhưng ở M1 ấy, chúng ta đang theo cái kèo là 84. Vấn đề ở đây là chúng ta chờ một cái điểm bùng nổ mạnh mẽ. Toác hả? Ok, cá mè. Toác đúng không? Toác. Động từ mạnh đúng không? Buy à? Sao mọi người không có ai sell nhỉ? Có mỗi ông cá mè ông bảo toác là do ông thích sell đúng không? Tôi chế đổi toác rồi. Xem ông cá mè con nào. À, ông cá mè con là ông ấy vào đây là ông ấy nói được hai câu này. Hai câu để xem cho ông cá mè con là ông chim lượn này. Ấy chà chà. Ấy chà chà. Rồi, ông cá mè con rồi cho ông cút nhá. Ok. Theo em quả này khó giật mạnh. Ừ, yên tâm.
Cá mè con đâu rồi? À, ông ha ha hả? Ok, cho ông cút khỏi Zalo, top top của ông già cái. Bác Xeo à, bác bay nè, 8428 này, để xem nó bùng nổ, điểm bùng nổ nào. Indication đây rồi hả em? À, indicator là cái gì nhỉ? Đúng rồi, ok. Ăn đậm không? Cứ đánh ngược là ăn khúc thôi toang rồi. Lực yếu hả? Gãy chưa? Ok, thế cho nó vui. Bài đúng hay sell không sai hả? Bài đúng hả? Là chỉ báo ngược. Đó, ông già, cứ ông già bài họ sell đồng ý. Cho nó vui đi. Nào comment like like trên tường cho ông già 5.000 đi nào. Đấy, nó họ là sell 85 hả? Họ ăn được hai giá rồi, thôi chấp nhận thôi, biết làm thế nào. Cho đi. Chỉ báo ngược, ok em. Đánh ngược là ăn được khúc New Star hả? Ok. Ăn được khúc nào? Thế mới được hai giá mà. New Star ở đây nhá. Trong cái quá trình mà chúng ta học đấy, chúng ta có được những cái sự trải nghiệm các bạn ạ. Cái điều đầu tiên ấy, chúng ta có thể nói rằng là cái trải nghiệm trong cái trading ấy thì buy sell nó chỉ là một phần trong cái quá trình mình làm thôi, chứ nó chứ không phải quyết định hết. Cái quyết định nó là từ cái số vốn này, từ cái cách đi lệnh này và từ cái cách xử lý tình huống lỗ đấy. Còn buy sell nó là một ý niệm thôi, nó là một ý niệm. Thế thì khi mà chúng ta lỗ hay khi mà chúng ta lãi, thì khi chúng ta có được cái cách để mà chúng ta vận hành ấy, thì có thể hôm nay tôi lỗ nhưng ngày mai tôi sẽ lãi, hay là các bạn hôm nay lãi hôm nay tôi lỗ chẳng hạn, như vậy thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái cách để chúng ta vận hành một cái system trader. System trader là nó bao gồm tất cả những yếu tố điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và marketing, cũng như là các cái yếu tố về 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 làm đội nhóm đấy. Đó, có những người thì sẽ theo trường phái 1.000 lốt, có những người thì theo trường phái phân tích kỹ thuật, đó, tâm lý của họ ra sao, đúng không ạ? Không có tin hả? Kệ nó thôi. Ông New Star hả? À, chà chà, cứ ăn cứ ngược là ăn được một khúc hả? Thì ông ăn đi. Đúng rồi, thành tí cứ đặt cược đi, cứ mạnh mẽ lên, đúng không? Mới có hai giá thôi mà. Bài tiếp. Ok, từ từ chờ. Bài thêm hả? Ok, bài thêm nhá. Ok, bài thêm thật lực. Chứng khoán hả? Ok. Hôm nay thì cái nến của H1 này nó bé xíu à, đúng không? Nó chưa rõ xu hướng này. Nếu trong trường hợp mà chúng ta xem hôm nay ấy, thì cái điểm xung lực, điểm phá vỡ của nó rất khó. Nếu trong trường hợp chúng ta có được cái sự may mắn khi điểm bùng nổ của chúng ta tốt, các cây nến nhỏ li ti 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây. 6 cây nến của H1 lúc này ấy, nó đang loay hoay đi tìm xu hướng đó các bạn. Đó. Chờ đợi thôi. Cung tên hả? Ok, tóc lại bạc thêm hả? À, xuống hả? Tạo lá cờ hả? Ui, toang rồi. Rồi, ok. Hôm nay liệu có về 770 không hay 71 không? Sell? Full gì em? Hả? Full hả? À, chứng khoán VPS hả? À, ông không có đánh chứng khoán, ông vào đánh vàng làm gì? Buy sell tùm lum và có 1.000 lốt đúng không ạ? Hello, Boom Ben, xin chào. Vào cứu ông già đi. Ok,
Myonin à? Ok, myonin. Hello, ông già lửa hay ông già lừa? Cung tên đau tim chưa? Làm sao mà đau tim? À, 84 ba giá. Đúng không? Ba giá. Sợ chưa? Chúng ta còn 15 phút nữa. Ngọa Long, ok. Lửa hả? Phe, bắt đầu sợ hãi chưa? Bắt đầu sợ hãi chưa? Bắt đầu nó chạy đấy. Múc 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 ok. Anh lại giỏi thế, anh lại biết là chạm BB là phi ngay. Bây giờ tiền của mình nó đang để ở mồm cái thằng phát biểu ấy, sắp sửa nó phát biểu cái gì nó bù phát lên là chén thôi, còn trong trường hợp nó sập cái là thôi lại toang, đúng không? Yên tâm, làm sao biết được. Bay thêm hả? Ok, bay thêm nhá. Chờ nhá, bài thêm nhá. Kịch 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 kịch. Ok, rồi, bài thêm nhá. Ok, rồi, bài lên. Ok. Ê, mà hôm nay điểm bùng nổ nó lại lừa mình mới đau chứ. Onin không được, đừng siêu nhân không được. Spread 35 hả? Ok, đúng rồi, spread 35. Ui, toang rồi. Không, phải để này cho nó kêu nhá. 80% là xuống à? Tôi chết tôi rồi. Xuống 70 là toang đấy nhá. Ok, chờ cái. Bài tiếp. Chơi. Chúng ta có 20 phút nữa các cụ ơi, 20 phút nữa, 10 phút nữa nhé, để chúng ta chờ đợi một cái sự bùng nổ của điều chỉnh giá trong cái khung này. Các cây nến đang nhỏ li ti trong H1 ấy, nó cũng chưa rõ ràng xu hướng đâu, mới có bốn giá thôi. Cốp 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 để xe cậu bé bán diêm. Khô máu mai đứng máu thế, sắp húp chưa? Ôi thôi toang rồi. Chuẩn bị bùng nổ chưa? Buy hay sell? Anh đang buy, đang toang đây này em. Đang âm bét từ lè nhà này. Có theo ông già không? Trung Kiên về 169. Thôi chết tôi rồi, 20 giá rồi. Hôm nay thứ hai nó chạy mạnh thế cơ hả Trung Kiên? 20 giá, tức là 81 đến 69. À 10 giá, đúng không? Sell hả? Chứng khoán thủ toang rồi ông ơi. Âm 5K. Dự định hả? Nay banh nghỉ lễ hả đồng chí Hiếu? Hôm những hôm nào mà nó không có tin nó chạy mới khiếp chứ. Đó. Ở lớp tôi bây giờ đang bay là sắp sửa anh em cắt lỗ hết này. Hey. Quen chưa? AT. Bay thêm mà ok, bay thêm. Úi giời, ấy à. Ây à. Test 69 xong ông già yên tâm. Ok, cảm ơn em đã động viên ông già. Buy thêm à? Ừ thì bao thêm. Tôi chết tôi rồi. Rồi ok, buy thêm cồm cộp ấy. Những cái anh em để theo dõi nhá. Hôm nay thực ra H1 nó li ti cũng sợ lắm. Hôm nay xem giá nó chạy không nhá. Đợi 79 buy hả? Còn hai giá 79 với 81 nó như nhau mà, nó có hai giá, nó vùng giá. Nếu mà trong trường hợp chính xác giá 81 với giá 79 nó phí đi. Vùng giá mà em. Chắc chắn bay tin em. Ừ, anh run lắm rồi. Nghe kinh kịch kinh kịch. Trinh à? Trinh hôm nay không gấu nó đánh gấu lên chứ. Cúi xuống mà lụm tiền. Đúng không ạ?
Cho một đường like đi các cụ ơi, xin một đường like cho nó lên 6.000 đến 10.000 đường like đi. Để chúng ta tương tác nào, comment comment số 9 đi, comment số 9 đi, sắp giờ 8 giờ 30 rồi, comment số 9 các cụ ơi. Tài khoản có xíu à, chắc lại ham vui đánh cháy mất rồi gì. Comment số 9 đi, đáy rồi à? Ui giời, biết thế nào đáy vàng, ui chết tôi rồi. Làm sao mà biết đáy được, vàng làm gì nó có đáy có đỉnh đâu em. Vấn đề là em chịu được giá bao nhiêu và em cắt lỗ là bao nhiêu thôi. Thực ra bây giờ mới có 3 giá thôi. Từ 84, 83, xong 81 là 3 giá. Nếu trong trường hợp toang ấy là khoảng độ 10 giá sẽ chốt và cắt lỗ. Thôi chết rồi, chết rồi. Cốp. Toang rồi. Nghe nó sướng không? Nghe cùng cộp nó sướng không? Chết tôi rồi. Hôm nay đây là lãi đây này. Hôm nay dồn lệnh thần trưởng lãi đây này. Đúng không ạ? Hôm nay lãi này nếu mà cắt lỗ thì cũng kệ thôi, tài khoản công ty cho cắt cho nó toang đấy. Ai hôm nay là lãi đây này, đúng không ạ? Hôm nay là tôi sẽ cắt lỗ đây nhá, 83k nhá. Ok rồi, hôm nay oánh dã man lắm, hôm nay oánh kinh lắm, tiếp tục đúng không ạ? Nếu hôm nay cắt lỗ thì chấp nhận cắt lỗ nhá. Hôm nay tỷ lệ lãi đây này, hôm nay tỷ lệ hôm nay dồn lệnh thần trưởng này đúng không ạ? Dồn lệnh hôm nay được thuận này đó, hôm nay thuận này. Chết tôi rồi, mấy ông bảo sell là chết tôi rồi, toang rồi. Sell đi hả? Không, bài một hướng rồi như này, sao lại sell? Trời ơi, chết tôi rồi. Sướng tay. Tài khoản sàn đó, sướng tay. Tài khoản sen đấy. À các cụ ơi, cho một đường like đi, tăng tương tác là các cụ ơi. Chết tôi rồi. Những ông nào mà dồn lệnh 0.01 ấy, 1.000 đô đánh 0.01 thì bây giờ mới có lỗ, mất có 10%, lỗ 100 đô tôi sợ gì. Nếu nó đúng hướng thì không, các ông dã rồi sell một lốt chẳng hạn như thế. Nó sẽ cứu được toàn bộ trận đấu. Đúng không? Rồi về 6x thì tôi cắt lỗ rồi, tôi chịu gì nữa. Toang đấy chứ còn đùa đâu, không đùa được. Tiền bạc nó không đùa với khách thơ. Ôi giời ơi, sao ấy, ông này nói giỏi thế nhỉ? Phá 69, 67 là sập cái gì đúng không? Ông vừa nói xong cái nó lên 84 bây giờ đây này. Gồng tài khoản sen mấy chục ngàn ấy, thực ra nó chỉ có mấy ngàn thôi. Nhìn nó khiếp ấy. Nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ nhìn thấy nó khiếp. Trông nó khiếp lắm. Mấy âm 70 U hả? Tài khoản 1.000 mấy âm 70 chưa chứ ăn thua gì. Kỳ là đánh ngược chỉ báo, đúng rồi. Hello Hải Nam, ok, 2K0.01, gấu nhê, cứ âm là đông view, à, tôi chết tôi rồi. Đông, tiếp tục, tôi chết rồi, xong rồi đấy, 80 nó bục à, 80 nó bục là nó xuống, ui dồi, mới nhục như này. Đây, hôm nay nhá, hôm nay là lãi đây này, hôm nay lãi đây này. Đúng không ạ? Kích chuột phải vào Pro Period này, Today này. Đây, lãi 1.17 nhá. Hôm nay bọn nó ánh kinh lắm. Hôm nay nó dồn lệnh thần trưởng buổi sáng, nó dồn bao nhiêu là nó mua. Hôm nay lãi ở đây nhá. Cho nên là bây giờ tổng cái số lãi bây giờ để chờ cắt lỗ nhá. Tiếp tục. Đúng không ạ? Xem vùng giá là 80 đến 84, 4 giá xem thế nào nhá. Tiếp tục. Úi dồi ôi. Toang làm sao được kiên, người ta đánh 0.01, tài khoản 10.000 đánh 0.01, bài có 4 giá mà ông đã sợ toang, ông sợ toang thì ông nghỉ, đừng bao giờ động vào cái môn này. Toang, ai là toang, tôi toang đầu tiên, chứ. Bây giờ ông sợ gì, đúng không ạ? Nãy mà nó về thẳng 80 thì anh ăn được 50k rồi, tôi chết tôi rồi, chán đấy. Nhồi hết à? Mình có 4 giá mà ông đã sợ sun hết vòi rồi thì làm sao mà ông chịu được gồng những quả 50 giá của tôi. Thế bây giờ ai đoán được nó lên hay nó xuống? Ông phân tích kỹ thuật đúng không? Thế tôi cũng phân tích kỹ thuật, tôi cũng bảo nó xuống đấy, nó lên đấy. Nhồi à? Ừ thì nhồi tiếp, tí nữa nhồi tiếp. Không được, tăng lót là chết đấy, tăng lót là toang đấy. Đừng toang lót nhá, nghe bọn nó tăng lót là toang đấy nhá. Không được gấp thép đâu nhá, cứ 0.01 mà giá thôi. Đừng có nghe nó. Hả? Xanh từ đầu không nghĩ nó xong, nó đâm xuống lại. Ôi buồn thế.
đấy củ cải xào ấy đấy, buồn thế chứ lúc đầu không chốt 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 không chốt, thế là thôi để là toang. Nhưng mà những cú phi xuống này mới ăn đậm. Chết rồi, theo SL rồi, toang rồi, ông Huỳnh Tân Phúc ơi, ông phải cố gắng nỗ lực lên đúng không ạ? Toang là ai làm cho em toang? Ai làm cho em toang nhỉ? Có phải ông già hay là ai làm? Gấp chảo hả? Ôi rồi thì chết tôi rồi, ông bảo gấp chảo là chết tôi rồi. Chốt quả đấy thì có một hai tỏi rồi, nhưng mà khổ lúc đấy nó ngốc. Nó ngốc. À, câu chuyện của Toàn Toàn và Đào vẫn đang đẩy lên postcard nhé, chuyện tình com lót đấy, đẩy lên postcard nhé. Đào vẫn thương chàng, không biết là anh nghiện về Forex. Toàn có lần nói với Đào rằng là anh nghiện Forex, dù em có đẹp đến mấy nhưng anh vẫn phải giã lệnh này đã. Nàng thương Toàn lắm, cô thương anh, cô gặp ông già và nói rằng làm thế nào để cai nghiện cho Toàn. Toàn không biết nữa, chỉ biết rằng Đào rất yêu, nhưng mỗi tội là nghiện Forex mất rồi, cho nên là cũng không để ý được đến đến Đào. Đào buồn lắm, hàng ngày nàng cứ ra bãi thăm ma chải tóc, khiến cho Toàn giận gai ốc. Khổ thật, vì vì Toàn nghiện Forex mà thôi. Nhìn mà đâm đầu tim không có sợ. Chốt cái gì mà chốt. Tối đó Đào đi ra ngoài bãi thăm ma, nàng buồn lắm, lấy ngay về thằng nghiện. Đào rất đẹp, nàng có mái tóc hồng huyền, nước da thì trắng ngần, nhưng mà Toàn có để ý đâu, Toàn nghiện FX mất rồi. Chương trình hôm nay là nhồi lệnh thần trưởng, nhưng mà đang bị mắc lệnh cho nên đích nói được, cho nên phải anh em phải xem tí đã nhá. Nào cho cái đường like đi các cụ ơi. Mới có ba giá mà các cụ đã sợ rồi. Thế làm sao mà đánh đấm lớn lớn được. Chết tôi rồi, mấy thằng mình cứ bay là nó sell, nó cứ cười. Anh like tí, anh like tí nha. Tâm lý phải vững hả? Em không dám buy sell gì luôn, bác dâu ạ. À. Ok, anh em ơi vào nhóm đi nhá, vào nhóm tiếp tục nhá. Chương trình chốt hết rồi à? Chết tôi rồi, căng rồi, căng rồi. Ê, mình đầu gì vậy? Nhưng hôm nay giã được cái quả sáng ngay là cũng phê em. Nhưng thứ hai không biết là nó cho ông già toang không. Nhưng mà hôm nay là có lãi này này, hôm nay lãi đây, đúng không ạ? Lãi 83k rồi nhá. Đó, 83k. Chuột phải này, chọn hôm nay không phải, hôm nay đây là All History. Đây, Today này. Today hôm nay lãi mười mấy k, mười mấy k, 15k này. Hôm nay cái này 15k. À, cái này bọn kia đánh 15k. Nếu cái này mà toang thì sẽ cắt lỗ anh em nhé. Úi mày nó đánh gấu lắm, hôm nay nó đánh nó dồn lệnh thần trưởng, nó đánh tất tay, nó hét rình. Úi dồi, thôi toàn rồi. Sáu x là phải chốt hả? Thực ra bây giờ nó 4 giá, 10 giá là sẽ biến mất khỏi thị trường thôi. Nhưng mà lớp mình một số bạn ấy là mua theo ấy là dồn những cái lệnh nhỏ đấy, trong trường hợp không được cái là stop, bởi vì nó còn nhiều cơ hội lắm. Cái này nó cứ còn tiền là còn cơ hội mà. Sai đúng đừng có sợ, sai hay đúng nó chỉ là một trạng thái của cảnh thôi. Cảnh mà ông trời ban cho ta cảnh sai ấy là chúng ta dừng, bởi vì sao?
Bởi vì không ai đúng mãi và chẳng ai sai mãi cả, cái cảnh nó quan trọng, cái chiến lược nó quan trọng còn hơn là chẳng biết đằng nào mà lần. Búa tua xua với toang đấy, có ông bán mua bán loạn trùng bậy đúng không ạ? Phân tích hôm nay phân tích một kiểu, mai phân tích một kiểu. Vấn đề chiến lược chúng ta tung ra ấy. Nhưng hôm nay có một cái là bài học của chúng ta là các cây nến nhỏ li ti trong H1 đấy báo hiệu cho một xu hướng đi ngang. Nhưng mà khi mà chúng ta dồn lệnh để có điểm bùng phá đấy, là hôm nay là chúng ta cũng tham. Lúc chúng ta lãi rồi là chúng ta không chốt. Đấy, đấy là những cái điểm mà chúng ta nhìn thấy chúng ta sợ hãi. Lúc đấy là chúng ta bị sai. Và bây giờ là chúng ta đang ở cái khung là 8:30, chờ điểm bùng nổ xem phát này như thế nào nhá. Nào comment là số 30 đi các cụ ơi, số 30 rồi, 8:30 rồi. Đây tôi chờ một cái điểm bùng nổ ở đây này. Đúng rồi, demo em ơi, về 79 hả? Em vừa nói 79 cái lên 81 luôn này. Nào, demo chính xác rồi, comment số 30 đi nhá. Anh em nào có tin ông già thì cứ tin thôi, còn đâu là hãy nghe cái trường lực của nó, đúng không? Yên tâm đi. 30 nhá, nghe. Đấy, ông kia bảo về 79 rồi, toang rồi, nó về 81 rồi. Tí nữa xem nó có xuống 79 không nhá. Comment số 30 đi, ok. Rồi chúng ta vào trận, vào việc học thôi. Biết làm sao được, lên mồm của chúng nó phát biểu. Tí nó bùng phát lên, bây giờ mới có 3 giá thôi mà, 4 giá, 84 đến 81 là 3 giá. Trông thì đánh to, nó khiếp thế thôi. Tài khoản demo, tài khoản sen thì các vị khiếp thôi, chứ còn đâu là chưa có vấn đề gì cả. 30, đúng rồi, tôi chết thôi rồi. Nhưng cái này nó hay lắm. Đôi khi ấy, chúng ta muốn nó xuống, nó rách xuống. Muốn nó lên, nó rách lên đâu. Bởi vì không phải một mình ta quyết định đâu. Ý tưởng của ông trời thôi. Đúng rồi, nhóm nào. Ai da, xuống 6874. Rồi, ông bán đi. Bây giờ tôi đang mua đấy. Ông bán đi để cho nó xuống 6874 nhá. Nào, comment số 30 đi các cụ ơi. Comment đi nào. Tương tác. Xin cái một tràng pháo like đi các cụ ơi. Cho trên màn hình cho cái con này một like nào. Ấn vào nó, ấn vào mặt nó nào. Ấn vào mặt nó nào. À, một like đi. Rồi, ấn một like đi ạ. Nó giật, nó quét hai đầu, 80, 79 rồi, thôi chết rồi. Kỹ thuật của ông kia ngon rồi. Bay đáy hả? Đáng em phải sell đáy chứ hả? Bay đỉnh chứ. Cốp à? Anh đang đi 40 lốt. Kinh hoàng. À có vào pass view đấy, có pass view đấy các cụ. Ê, sợ gì. 80, 81 một giá nó bung. Đầu tư vàng ok. À, chúng ta vào nhóm nhé. À, một số các cái IP nhé, à, lan tỏa hệ thống 1.000 nốt, anh em cùng nhé, triển khai nhé. Ây da, này đông view gớm nhỉ, chào anh em nhé, anh em ấn số 0 để lần đầu gặp ông già đầu tư nhé, ấn số 1 là đã gặp ông già đầu tư rồi, và chào anh em một số các cái quy tắc trong giao dịch ấy, một số các cái cách nhồi lệnh ấy, một số các tư duy com lot ấy, thì anh em có thể tương tác với tôi. Chương trình được tài trợ bởi Star Trader và Erante, à, chúng ta có những cái tư duy đầu tư. Thank you anh em số 1. Anh em số 1 rất biết ơn anh em số 1. Anh em số 0 là Dương Dương, chào em. Hello Tâm, xin chào. Tài khoản Star Trader có sen em nhé. Star Trader có sen em nhé. Chiến thần Crypto, ok em. Crypto hôm nay là kỷ niệm 5 năm thành lập của MEXC. Tôi là KOL lớn ấy. Mời tôi nhưng mà thôi, hôm nay tôi ở đây tôi chơi, ăn chơi với các bạn, không đi bởi vì nhậu nhẹt nó mệt quá. Và hôm nay là kỷ niệm 5 năm MEXC đấy. Quang Linh là cũng biết ơn rất nhiều các cái nhà đầu tư, họ đã giúp tôi có được nhiều cái USDT ở trong cái Quang Linh đấy, MEXC đấy. Thôi toang rồi. Sell đáy của anh đâu rồi hả? Sell đáy của anh là lúc nào nó có toang thì là anh sẽ sell đáy. Úi giời, chết tôi rồi. cốp. Âm nhiều quá đâu, âm nhiều quá không che. Đây là cái này để cho top đấy thôi, yên tâm Mr. Thành. Năm giá. Đuôi ơi, toàn ơi.
Nguy rồi, 76 rồi, 4 giá rồi. Ok, thế là hòa hết nhá. Hôm nay 15k ở bên này, thế là toang rồi đấy. 18k bên này nhá, chờ xem. Chết tôi rồi. Cụ đi chân lạnh toát rồi. Ok. Ok. Chân cũng lạnh toát đấy. Cụ đi chưa? Cụ đi rồi. Cụ đi toang mà chứ đâu. Đó, cụ đi chân lạnh toát nhá. Rồi, cụ đi chân lạnh toát. Mấy giá? 77 à? 77 với 87 là 10 giá, chưa được người hơn 10 giá. Ok. Tư bảy tám bốn giá ai chả co rút à, đây đang nhồi đây, đang gồng đây, đây là gồng lệnh thần trưởng, cứ nói chọc xấu anh. Tuấn đang à, Tuấn nào, ok, ai trả lại clone, nick clone à, chúng ta vào đúng không ạ, chúng ta vào đầu tư vàng.com đây. Vào nhóm đây anh em ơi. 77 chói gì? Máy thứ hai 77 xem sao. Hôm nay mà thứ tư nó phật trò phát là xuống 60 là thôi toang đấy. Nhóm nhá. Góc trái màn hình nè. À, góc trái làm sao? Đây, góc trái đây. Đúng không? Góc trái đây. Ok. Góc trái đó, còn cần gì nữa không? Demo, demo, đây demo. Đó, đây. Demo. Demo nhá, đây demo. Check nữa không? Ui rồi chưa lên được 400 người. Sự nguy hiểm nó luôn luôn có mà em, nó chỉ có 10% tài khoản thôi, không sợ. Em yên tâm nhá, cắt là cắt nhìn thấy luôn đấy, cắt là cắt nhìn thấy luôn, tài khoản công ty mà em. Nên tất cả mọi cái cứ bình tĩnh an nhiên đi. Bởi vì là 20 năm nay, 15 năm nay lỗ rồi, cuộc đời nó lỗ nhiều lắm, nó không phải là nó đơn giản đâu, nó cháy hay là nó lỗ là rất nhiều. Lỗ lúc nào thì nó 60k tôi cắt âm cho bạn xem. Đúng không ạ? Hôm nay đây là hôm nay nó giã được từ đây rồi mà. Vì sao lại hôm nay giã từ đây rồi mà em? Đúng không ạ? Hôm nay nó cày được bao nhiêu lót rồi đây? Đúng không? Macallan hả? Ok. Mắc sai lầm hả? Ok. Rất khôn nhá. Có trai mắc sai lầm 20 gì. Bay con xe, xe đâu mà bay, làm gì có xe đâu mà bay. Tuấn này rất là thích ông già toang nhé, thế mới đều chứ. Ok, nắp hiếu indicator đây rồi hả, anh cứ bán lại em mua hả, ok em. Đúng rồi, 75k vẫn gồng mà.
Không, 70k có những lúc may mắn thì về thôi, còn đâu là ngài không ban thì làm sao mà về được em. Toàn đấy, đừng có theo ông già. Theo lúc nào ông già bảo vào là vào, lúc nào bảo ngon là ngon, đó. Yên tâm đi nhá, dồn lệnh thần trưởng. Các cụ gãy gãy gánh gãy lưng hả? Ok. 1.000 lót, khi em có 1.000 lót thì không phải gánh. Thế thôi rồi. Mới có mấy giá mà đã kinh rồi. Người ta gồng 50 giá kìa, tài khoản chuyệt 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 kìa, đánh búa lô xua kìa. Nói thế chứ 50 giá vẫn về bình thường, như phiên Mỹ một hôm nó chạy 60 giá cơ mà, làm sao mà em đánh 0,01 đi, sao không xem nó không về. Rồi bên Binance hả? Ok, Binance thì nó quét dâu, sợ nó quét dâu cả lên cả xuống thôi, chứ còn đâu nếu nó đánh xanh chín thì có sợ gì đâu em. Hoa đà, em sợ cái điều gì? Kể Tam Quốc à, hay là kể kể tình yêu? 77 81 nó rơi vào 4 giá, nó là 4 giá thôi em. Trong trường hợp nó đi thì ông già phải chuyện tình com nốt à, có cái postcard đấy em, chuyện tình com nốt là có postcard nhé, nghe nhé. Bên tài khoản cân hôm nay đang nó đang âm à, nó dương khoảng độ hạ 19 19k, nó dương 19k tài khoản dư hedging nhé. Nhưng nói chung là nó thấy tôi âm là nó phải đóng vào thôi, không tí nữa là nó sẽ phải tháo ra. Gần cháy rồi Tuấn Anh ơi. 90% xuống hả? Hôm nay thứ hai nó xuống kinh thế cơ. Bollinger Band hẹp báo hiệu một xu hướng bình thường. Mạng em lắc hả? Đen không? Đen đỏ gì? Cái này cứ thế mà làm thôi. Đúng sai, đúng nhận sai cãi. Đúng thì ta đi tiếp, sai ta đi lại từ đầu tí, cắt đi, mai ta lại làm tiếp. Cứ phải lên, lên, lên. Hôm nay nó đã đớp được từ đây rồi em. Hôm nay nó giã 117 rồi, đúng không? Thì sợ gì? Em làm sao mà phải sợ? Tu đây này, ấn vào đây, đúng không? Bây giờ mới có 4 giá là em sợ cái điều gì? Bây giờ anh hỏi em ngồi em sợ cái điều gì cho ông già? Đúng không? Ông già cắt trực tiếp cơ mà. Hôm nọ chả cắt một phát thì toang rồi, sợ gì. Nhưng mà có 1.000 lốt nó bách lại phê phết đấy. Vỡ tim làm sao mà vỡ được, yên tâm. Cán TP phân tích hả? Chúc mừng em nhá. Nở đi đâu? Nó nở bung bét hả? Là sao? Là hoa nở hay cái gì nở? Tuần này vàng về 4946 à, đánh có một hôm thôi chứ làm sao mà gồng đến tận mấy hôm. Tí nữa là nó ăn giờ mà, bây giờ nó có 4 giá thôi mà em. Tí nó phập lên giờ, yên tâm đi. Tài khoản USD là sen, đúng rồi. Tài khoản sen. Tài khoản này nếu buy là cháy hả? Sợ gì cháy? Tôi gửi em link postcard hả? Em vào ông già đầu tư chấm sai, ông già đầu tư chấm sai CTA ấy. Ông nhà đầu tư chấm sai nhá. BB nở ra hả? BB nó trẻ ra hả? À BB nở hả? Ok. Không có vốn thì đi rửa bát ở Út Liên với ông già đi để lấy vốn nhá. Hai vợ chồng nhìn kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là đi rửa bát thuê, lấy tiền đi làm, lấy tiền. Đăng bài sell 81 nhiều hả? À ok, sell 81 thế là ăn 4 giá rồi. BB hẹp nó nở ra, tâm lý nó bình thường em. Thế có đúng BB hẹp thì nó ngang không? BB nó nở ra nó mới lực bung, nó mới mạnh. ADX với RRI nó biết. Riêng vào cái con nến của 4 cái 6 cái con H1 đấy là BB nó hẹp lắm, cho nên anh nghĩ là nó chỉ khoảng 4 5 giá thôi. Ben Ben mở đón 86 hả? Ai chả gấu nhỉ. Sell 81 nhiều, ok.
Vai hả? À, cũng sợ đấy. 86 khó. Bây giờ cũng phải chờ. Bây giờ nó là vùng 15 phút nữa là 9 giờ xem thế nào. Không cháy được em ơi, phải cắt chứ, nếu mà toang là phải cắt. Nhưng mà hôm nay nó kịp lãi rồi mà em, hôm nay lãi, trong trường hợp hôm nay lãi là anh cắt đúng không? 117k này, hôm nay này. Đúng không? Ấy, hôm nay nó dồn này. Đó, hôm nay nó dồn này, đúng không? Đây 117k này. Ừ, tu đây này. Rồi ok. Thì hôm nay mà cắt thì nó cũng không vấn đề gì. Hôm nay 15k nhưng bên này thì thiệt hại nặng này. Bên này thiệt hại nặng. Bên này 24k mà lãi hôm nay có lãi có 15k thôi. Hôm nay lãi có 15k đây thôi. Tu đây này. Ê, hôm nay nó dồn ở bên này có 15k thôi. Nhưng nó sẽ hedging lại, không sợ. Từ 84 xuống 74 10 giá. Chúng ta còn không khung 9 giờ nhá, chúng ta còn khung 9 giờ. Cũng căng. Long 74 72 hả? Ừ. Thực ra anh muốn mua giải em à, mua giải ra 5 7 giá 10 giá gọi là vùng giá mua, không có điểm chính xác mà vùng giá mua em à. Anh thích cái điểm đấy. Nay biên 84 86 hả? Ok em. Anh Long, anh em Long là 74 72 à, Duy Đức. Ok. Căng em à, 700 củ khoai đây tài khoản demo mà em, cậu bé bán diêm. Đang gồng một lót giống bố mà gồng bay hả? Ai chả chả đây đang bay nè. Đấy sell. Không có vốn thì đi rửa bát. Ok. Chốt 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 đúng không? Nói chung hôm nay là cũng bị tâm lý khi mà không chốt đi, hơi tiếc. Cũng đầu thứ hai mình có nhiều việc phải làm. Lúc đấy mình không chốt cho nên mình phải gồng một tí. Tôi kỳ vọng lúc này nó sẽ lên khoảng độ 80 đấy. 4 giá 77 lên 80, hy vọng là như vậy. Demo Hoàng Sâm ơi, demo canh 5 tiếng 6 tiếng thì sợ quá. Tài khoản thật thì phải canh 10 tiếng, tài khoản demo canh nhận 6 7 tiếng. Quá khiếp. Tối tuần trước làm hai tỏi, một tối ăn 1995 hả? Ngon. Thì đây là tiền trên làng đấy, bẻ USD đấy, đây là bẻ USD, kiếm được là kiếm thôi. Ha, đang lại coi hả? User 04 đừng sợ. Cái này nó đập thôi, cái này nó đập thôi. Mọi người vào podcast ông già đầu tư nhé. Ông già đầu tư chấm sai. Đây, mọi người vào nhé. Ông già đầu tư chấm sai này. Nhá, ông nhà đầu tư chấm sai nhá. Đây. Ông nhà đầu tư chấm sai này. Đó, postcard đây nhá, postcard nhá, postcard, postcard. Đúng rồi, lùa. Đang lùa em à. Lùa thật lực đi chứ em. Bay Nam Sino đang bay xuống chưa? Thì đang nhìn thấy xuống này thuộc toàn rồi. Nếu mà lỗ thì làm sao mà lùa được, phải lãi mới lùa được chứ. Cái thằng này chán thật đấy. Quét 70 hả? Còn 5 giá nữa hả? 50k hả? Ok, stop load nha. 27k, hôm nay là 15k. Ok, 28k. Nhưng hôm nay bên này hôm nay nó sẽ gánh cho. Hôm nay nó sẽ gánh cho. Nay 117k này nó sẽ gánh cho hai bên. Thế nên là cái chiến thuật của chúng ta 1.000 lốt ấy và cái
Dồn lạnh đấy vẫn là ok nhá. 7566. Chúng ta còn 9 phút nữa. Phê không? Tiếng này nó phê không? Không bay được. Nói chung stop thôi. Nói chung 10 giá là mất niềm tin rồi. Sell 90 hả? Quá ngon, em gồng sell hả? Giá 84 74 là 10 giá. À anh đang gồng vào 15 giá, 15 giá sau đó là anh dừng dừng stop loss mà em, anh dừng mà. Bởi vì anh đã có 1.000 lot rồi, cũng như là có được lợi nhuận của hôm nay đây. Có mỗi cái tài khoản này là hôm nay lãi được có 15k, đúng không? 15k nhưng mà bây giờ 24k cân cho công ty thôi, 23 24 3k nhưng mà chắc chắn là mình sẽ phải dừng thôi. Giảm 1960 à? H1 cửa, H1 nhìn xuống 60 hả? Ok. Ừ alo anh đây. Cái tài khoản hét ở bên đấy như nào? Kệ nó thôi, chờ đi. Khi nào anh bảo cắt là sẽ cắt toàn bộ. À. 76 hả? 76 77. Có run chứ em. Tập trung vào. Nhưng mà hôm nay cũng có cái tỷ lệ lãi rồi cũng không sợ lắm, thì đã ra số lot. Hôm nay cuối tháng rồi cũng phải chạy doanh số các bạn. À, các đội IB cũng phải chạy doanh số đấy, tổng số lot được bao nhiêu lot rồi anh em thống kê đi. Một số anh em đang ít số lot đấy là phải giã thật lực đi chứ, ấn cho nó to tay đi chứ. Tổng số lot của anh em chắc là sẽ phải stop thôi. Nhồi sell về 80 hả? Không, cũng chờ, bởi vì margin của anh nó sẽ còn ít thôi, margin nó sẽ còn anh chờ margin 1.500 là anh sẽ không dám nhồi nữa. Margin này không còn dám nhồi nữa. Tổng cái số lượng tài khoản là margin còn 1.500 nhưng chắc chỉ 1-2 lệnh nữa rồi anh cút thôi. Chờ thôi. Vẫn phải cân cho toàn bộ hệ thống head của mấy thằng nó đang gọi điện đấy, mấy thằng. Ông già lo làm sao được, tiền có phải lá mít đâu. Nghe nói rất đều nhé. Bắt phong trần thì phải được phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Cụ Nguyễn Du nói rồi, ông trời mà, ông trời làm cho ông già lỗ chứ có phải ông già lỗ đâu. Ý tưởng của ông trời ban cho ông già là cái cách là vào lệnh buy lúc này. Ừ, lực ơi ấn cho anh cái ấn cho nó lên. Thôi cố gắng hoàn trương ơi, trương hoàn, chờ thôi. Bắt phong trần mới được phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Ui rồi vẫn chưa được. Anh em ơi cho like, đường like cái để cho lên 400 người xem cái nào. Ui rồi ôi sao yếu thế này chứ này. Lên chốt. Thổi đi, thổi nến nào.
Yên tâm, mới có bốn giá mà cứ làm như là nguy hiểm lắm ấy, từ 81 đến 76 là năm giá, có điều là công ty, tài khoản công ty nó ép là phải ra được số lot thì trông nó khiếp thôi. Các cụ cứ ngồi yên tâm, các cụ ngồi yên tâm, mới có 10% tài khoản mà, đúng không? Nếu tài khoản 1.000 mà giá 0,01 ấy, nhồi ấy, là bây giờ các cụ chỉ có mất có 100 u thôi, các cụ không phải lo cái gì cả, các cụ ngồi yên một chỗ vững chắc, an toàn. Thế mới buồn như ông Sên, ông ấn cho tôi like cái cho nó tăng cái tương tác ra xem nào. Sao mà mắt nó lại tụt thế này hả ông? À, để cho hot girl đứng đằng sau nữa thì bảo, anh em chốt đi thì bảo chốt đi, đúng không? Anh em bảo vào lệnh đi, các anh em đằng sau bảo vào 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 các anh ơi, đúng không? Thế nó mới già lót chứ, giống như là phạm thoại ấy. Chốt là anh chốt nhé thì các em đằng sau bảo chốt thôi, chốt thôi, chốt thôi. Ê, 3 phút nữa chúng ta comment số 3 đi. Tôi sẽ có dành khoảng độ 40 phút cho anh em nữa, đúng không ạ? Hey, như này, 40 phút đó, comment số 3 đi các cụ ơi. Ví dụ ông già bảo vào lệnh đi, thế là các em đằng sau cứ là vào thôi, vào thôi, vào thôi, bảo chốt nhé anh em nhé, chốt thôi, chốt thôi, chốt thôi, đúng không ạ? Nhiều lót nhé, thì các em nó bảo nghìn lót, nghìn lót, nghìn lót nhé. Thế thì phạm thoại nó làm, mình cũng làm được chứ sao? Số 3 đi các cụ ơi. Hồi hộp tí, đúng không ạ? Phải tin tưởng vào chiến lược của ông già, cố gắng lên, cố gắng lên. Thực ra cái biên động của phiên Á ngày hôm nay nó rơi vào khoảng 8 giá. 8 giá mà buổi sáng nay bọn mình đã ăn rồi cơ mà, bọn mình đã ăn rồi cho nên là chúng ta không có phải lo. Đúng rồi, chùm đa cấp đây. Đa cấp là chia com lot, ví dụ em được 1.000 lot là em sẽ lấy 30 đô. Em 500 lot là em sẽ lấy khoảng 25 đô. Đúng không? Dưới 500 lot là em lấy khoảng độ 8 đô một lot thôi. Đa cấp, em chia đa cấp nó mới là thông minh. Ok, 374 hả? Chúc mừng em, 3 giá rồi. 1988 là số đẹp à? Ông mẹ nó có lên được không? Tao cũng run lắm rồi. Chắc là phải cắt thôi. Cố gắng bước tiếp. Nghe cái từ nó sướng đấy nhỉ? Anh cũng cố gắng bước tiếp, anh học em đấy. Cảm ơn em đã đem đến một cái niềm tin tỏa sáng cho anh là cố gắng bước tiếp. Phong trần, ok. Bắt phong trần được phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Huỳnh Dũng ơi, cốp 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 cốp. Làm sao mà không nghe, cứ bình tĩnh thôi, từ từ. Chốt 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 chốt, đúng không? Một phút nữa, ok, chúng ta chờ đợi một phút nữa xem cái mốc 77 nó có lên 81 không nhá, ba giá. Mẹ em hay nói như thế nào hả anh Quân? Vàng chuẩn bị bay à? Chờ hết cái gì là hết hồn quả bay hả? Vèo 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 à? Sợ không? 77 nó xuống bao nhiêu? Tôi cũng kinh lắm. Đang điều chỉnh nên ai được bay thoát hết lệnh đi hả? Ôi ôi sợ quá. Em dọa ông già sợ quá. Một phút nữa comment ạ. 798X là nay rồi. Ok, tí dương ngay hả? Ôi ôi. Đấy, cho nên bao giờ cũng có hai chiều buy và sell. Cái thằng buy nó sướng, cái thằng sell thì nó sợ, đúng không? Cứ như thế, nó cứ loạn loạn chuẩn ấy. Vấn đề nếu mình không có chiến lược, mình cứ đẽo cày giữa đường là cũng toang. Nhưng mà cái số lot của mình cũng sướng, đúng không? Cho nên cờ ngoài bài trong. Nhưng mà đánh cờ thằng sau cứ dí tốt đi, lên pháo, đập tượng. Ui giời, đập tượng vào, ra pháo. Nhưng mà khổ ấy, không phải thế. Toang, 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 toang. Rồi, 9 giờ rồi, ấn vô 1-0-0 đi các cụ ơi. 0-0 nào. Ấn 0-0 đi các cụ ơi. 0-0-0-0-0 nào. Ok, ấn số 0 đi ạ, các cụ ơi, 9 giờ rồi. 77 rồi, 9 giờ. Nào, ấn số 0 đi ạ, các cụ ơi, còn 3 giá thôi, 81 nào. Nào, số 00 nào, các cụ ơi. Ấn số 00 đi, các cụ ơi. Nào, bắt phong trần mới được phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nào, lên. Wow, rồi ôi, rồi ôi. Nào, nhồi, nhồi, nhồi. Nhồi lệnh thần trưởng. Nguyễn Quý Đức. Cắt cắt cốp 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 cốp. Rồi 0-0 đi rồi, 9 giờ rồi, điểm bùng nổ của chúng ta. Ê, chưa được với 81, cầu mong 81 78 81 khoảng 3 giá nữa. Chúng ta comment số 3 đi các cụ ơi. 3 3 các cụ ơi, 3 3 giá, 3 giá. 78 đến 81 nhá. 3 giá, 3 giá. Lại đỏ choe rồi hả? Yên tâm kiên trì, mày phải tin ông già chứ. Thương ông già, có thương ông già không? Có thương ông già không? Comment từ thương đi nào. Thương ông già không? Thì rồi ôi, mấy đứa chỉ mong ông già chết thôi, chỉ mong ông già toang thôi, chỉ mong cháy thôi, chả đứa nào thương ông già cả. Ông già thì đang run đây.
Có thương ông già không? Rồi ôi là rồi, chỉ mong ông già cháy thôi, cho cháy chết cụ đi, đúng không? Khổ thế chứ này. Ấn vào cái thằng mặt thằng này này, ấn vào cái mặt thằng này đi, để ấn vào mặt nó đi nào, ấn vào mặt nó nào, để cho nó tăng like đi nào. Nào, ấn vào đi, ấn vào đi, ấn vào đi. Bắt phong trần mới được phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, đúng không? Nào, ấn vào cái mặt thằng này cho nó tăng cái like đi các cụ ơi. À, cái điểm phá vỡ của mốc 9 giờ này chắc là nó sẽ lên được 81 xem sao. Đó, 78 lên 81. 95, 77, 95, 77, 98. Nãy kêu ông già đợi cùng em là xanh, chuyết chuyết, chuyết chuyết, xanh, 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 chuyết chuyết. Nhưng mà lúc đấy sợ, không dám mua nữa. Mua nữa lúc đấy cũng sợ. Nhưng mà đúng rồi, lúc đấy em bảo mua mà anh giã tiếp là xanh rồi đúng không? Ý em nói thế thì nhưng mà nó xuống thì sao, xuống 60 là toác luôn đấy chứ. Lực sell vẫn ác lắm hả? Khả năng khê hả? Ôi dồi ôi, lại 77 rồi, khê rồi, khét rồi. Nhưng bây giờ mà cắt để cắt lỗ, hôm nay nó tỷ lệ lãi như này rồi, nhưng mà 9 giờ nó không, cái lực nó không bật mạnh này, nó cũng khê thật đấy em ạ. Mà H1 này nó cũng đang cho xuống xuống đấy. Thôi chốt, cắt, cắt thôi. Hôm nay 16 thì hòa, cái tài khoản này lãi 15k thế hôm nay hòa. Ra được com lót đúng không? Đấy, cần não đấy. Ra được com lót. Hôm nay được 15k của cái này mà bây giờ ra 15k đúng không? Cần não. 26k bên này 117k. Hôm nay bị bù rất nhiều tài khoản cháy mà. Hệ thống bù hôm nay bù 29k. Bù khủng khiếp luôn đấy. Nhìn nó có 35k com. Ừ ok. Khó quá, khó nổi 69 hả? Nhưng mà nếu xuống 69 thì team của mình không chữ được em. Nếu mà 69 thì người ta gọi là rái bằng quả bóng, đúng không? Tức là sợ, không dám ấy chứ. Bây giờ 76 nó đã tan hoang cái này rồi. Nếu mà nó xuống 69 là ông không chịu nổi ấy chứ. Đời phải biết sợ chứ. Lúc đấy là não bộ của mình, nó là thần kinh, nó là bị choáng văn váng. Đấy, nên là bây giờ chỉ loanh quanh 77, 78, 79 là phải cắt rồi. Nếu không không đợi được 81 là 79 phải cắt rồi. Nhưng 81 thì lại ăn to. Cho nên đôi khi là mình phải có những quyết đoán. Dừng là dừng. Xuống là xuống luôn, không cố được đúng không? Ok, 50 thẳng tiến. Xuống 50 là toang đấy, đúng rồi. 69 là toang rồi. Xuống là cái tâm lý nó không chịu nổi, não bộ của mình cười nhưng mà cười ra nước mắt đúng không? Phân tích một tí, an nhiên 76 17 tôi theo hả? 76 17 là theo ba nhỉ? Ngồi yên đấy. 77 30 26, nhưng vấn đề ở đây là tôi hôm nay tôi sẽ bù cân cân tiền đầu tuần là phải cân tiền đúng không? Tổng cái lượng nhồi hôm nay nó đã ra là 117k rồi. Đúng không? Và ngày hôm nay là nó đã ra được rồi, phải chấp nhận thôi, hôm nay bù thôi, bù thiệt hại các tài khoản thôi. Đúng không? Đấy, 117k thì bây giờ nếu mà âm thì nó thiệt hại, tổng thiệt hại một tí, nhưng mà tôi vẫn kỳ vọng 7981. Là 4 giá thôi mà cái lực của nó vẫn rất mạnh, nhà xuống lực bán vẫn rất mạnh. Đúng không? Có 4 giá rồi đấy. 7781 đúng 4 giá nha các cụ nhá. Nếu bình thường phiên Mỹ nó phập phát là xong rồi. H4 đáy rồi hả? Úi dồi ôi, mẹ ông lại cho tôi đợi đến 4 giờ, 4 tiếng nữa thì toang đấy chứ. Tất nhiên lực của H4 nó có thể ok, nhưng tài khoản lớn không dám gồng đấy nhá các ông nhá. Mẹ nó gồng nó mà chỉ trượt một phát thôi là các ông đi văn điển luôn đấy chứ, đùa đâu. 82 có thể, nhưng anh đang kỳ vọng 79 thôi. 76 lệnh 17, tốt, quá tốt. 78 rồi, 7803, 7806, 7896, 7783, 7784, 7782, 7791. Cho. Đi Bình Dương, đi Văn Điển. Thần kinh nó thép. Không chịu nổi, sống mẹ các ông bảo tôi xuống 69 là thôi tôi cút ngay, đóng màn hình, đập máy tính luôn đấy chứ đùa đâu. Bốc phét, ngồi đây mà bốc phét. Sợ.
Lớp mình ít thôi mà. Cho tôi cái đường like cái lên 15.000 người cái nào các cụ ơi. Nào. Comment số 1 đi, comment số 1 đi để tương tác tôi cái nào. Ai lần đầu gặp nhau ấn số 0, đã gặp nhau rồi ấn số 1 nào, ấn nào. 15. Nghĩa Bitcoin, đánh Bitcoin nó mới kinh, nó sợ lòng sọt nó bày hết tài khoản ấy, sợ. Vào nhóm đi anh em ơi, nhóm đâu rồi, các đội trợ lý của mình đâu rồi? Cứ mải xem ông già đánh này. 7744 773 7752. Hôm nay xung lực của thứ hai cho nên nó không, nếu bình thường nếu hôm nay ấy, nếu hôm nay nó là thứ ba thứ tư chắc là ăn cái hiệp đầu rồi, nó không còn khổ như này nữa, ăn hiệp đầu nhóm 7724 7731 3435 chưa thấy hả Phạm Đại? Cái vấn đề đảo chiều nó phải 10 giá nhưng bây giờ nó có 4 giá mà ấy 78 rồi này, nó chỉ cần lên nhích hai giá thôi là anh cút cút biến mất khỏi sa mạc mà. Bởi vì sao? Bởi vì cái xung lực của nó yếu thông qua ADX và RSI. Bollinger Band thì hẹp, các cây nến nhỏ li ti xếp chồng tại Bollinger Band hẹp của H1 cho nên anh mới không có sợ. Phong Trần 76. Ông đánh ông bấm chính xác thế cơ, 76 hả? Thế thì ông được một giá thì ăn thua gì? Ông phải giải lệnh thần trưởng nhé. Đúng rồi Nghĩa ơi, ba giá là cút thôi, 7896 là ngon này, 7804 7808 ok xong đấy. 82 già ơi, ok yêu em quá. Em cầu nguyện giúp ông già với nhá, thương ông già đi. Chết tôi rồi. Chưa chuẩn bị. Mày ông thương ông già mày cứ hỏi thế đau hết cả tim rồi, phổi phèo. Ăn rồi xong chim cút thôi. Lên 90 cơ. Ai chà. Nói chung phân tích thì có thể nó đang xuống 60, xuống 69 là tôi đã lo toang rồi chứ. A Di Đà Phật, 83 hả? 7804 7798 88 rồi cắt hả? Nhưng mà 88 thì nó ăn đậm lắm, 88 thì không dám bởi vì cái lực của nó. Đến mai xanh thì tối nay có đi ngủ được không? Không dám ngủ ấy chứ, đái còn không dám đái đây này, đang buồn đái đây, chưa đi đái được đây. Muốn khấn âm mà xem lúc nào cũng thấy âm chán đời tí. Lên 7799 7801 7807 7813 cố lên. Bật thở Nghĩa. Bục 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 hay bật. 85 về bờ mẹ, có hai giá nữa thôi đã về bờ rồi, làm sao mà phải 85 quánh trông thế thôi đúng không tối hôm đó Đào đi ra ngoài, nàng nhớ chàng, nhớ Toàn, nhớ cái ôm, nhớ cái hôn thắm thiết của Toàn. Nhưng Toàn chót nghiện MT4 rồi. Cũng chẳng biết vì sao mà Đào lại yêu Toàn đến vậy. Anh biết Đào yêu mình, nhưng cũng chẳng biết được Đào có yêu Toàn hay không. Hay cô cố gắng tha thứ cho anh vì Toàn chót nghiện. Chàng nghiện MT4, nghiện dồn lệnh, nghiện comlot, nghiện trading. Nhiều khi trông Toàn hốc hác, mồm thối hoắc, rít những hơi thuốc rất là mệt mỏi. Cô thương anh lắm, cố gắng mua xỉn xú cho anh, nhưng anh cũng vứt hết đi. Anh chỉ nghiện mỗi MT4 mà thôi. Cuộc đời thật buồn, Đào đã chót yêu một thằng nghiện. Có thằng nào nghiện MT4 không? Úi rồi tôi mệt lắm rồi, 90 à, tận 20 giá không có tim. 20 giá không chơi được. Hầu bay. Đúng rồi. Đào vốn là cô gái thanh mảnh, nàng có làn da trắng, mái tóc đen huyền,
Nàng dầu dùng dầu gội đầu rất xịn, tóc nàng đen dày, thi thoảng xịt những cái mùi nước hoa eo vì thơm phức. Nàng ngồi lên đùi Toàn, nhưng Toàn dãy giụa đi ra con hắc ám. Đào buồn lắm, tại sao mình lại là đen đùi cho anh, nhưng hình như cô vào lần nào là anh cháy tài khoản lần đó. Đào buồn lắm, chẳng biết làm thế nào. Đào bảo lần sau anh chơi đinh thì em sẽ không vào nữa, nhưng em chỉ xin ngồi lên đùi anh thôi. Bảo thôi con dở hơi đi ra, mày cứ ngồi đùi tao lần nào là cháy tài khoản. Đào buồn, nàng không biết có nên bỏ Toàn hay không. Nàng bảo thương cho thân phận của mình chót yêu thằng nghiện. Con nào nghiện MT4 không? Nói chung các ông theo tôi thì nói chung là các ông phải đánh tốc độ lên, rồi không thì cũng mồm thối hoắc thôi. Sáng đéo chịu đánh răng đâu, mà cháy cái là đéo chịu đánh răng, đánh lợi gì đâu. Đá ỉa với lại các thứ là không có chịu làm việc gì đâu. Rồi người yêu nó cũng bỏ sớm. Rồi, đã lên rồi, 179 rồi, 81 rồi, 81 rồi, lên, 79 rồi, 79, 80, ok, rồi, ngon rồi đấy, rồi, ngon rồi đấy, ok rồi, ngon rồi, xong rồi nhá, anh em nhá, ok, rồi, cảm ơn, biết ơn ông trời, rồi, cầu khấn rồi, thằng nào vừa khấn đấy, đúng không, thằng nào vừa khấn đấy. Cháy thì Ngọc Trinh cũng chịu chết đúng không? Đúng rồi. Rồi, lên. 79, 80 rồi. Thằng nào bán đây? Thằng nào đoán 60 đây? 79 chứ này. Ok, anh em có tin ông già không? Hay là lại đang chửi ông già? Nào, tin ông già chưa? 81 à? Ok, 81. U là trời, vã tiếp. Ok, chuẩn rồi, vã tiếp nhá. Ok, vã tiếp đi. Vã tiếp nó xuống cái lại toàn. Rồi, ok, vã tiếp. Rồi, ok, vã tiếp, để thêm được cái số lót em ạ, để xem thêm cho số lót nhá, ok, vã tiếp, ok, rồi, vã tiếp, lực mua rất tốt, rồi, cốp, rồi, tiếp tục lên đây ạ, 7949, 7958, 7962, 7948, 7932, 7922, ui dồi ôi, lại xuống rồi, chờ đấy. Dồn và nhồi. Yên tâm, anh em tin không? Anh em tin ông già không? hay là tin nó xuống 60? Ao. Chết tôi rồi. Cảm xúc thật, hôm nay cũng cảm xúc đấy các cụ. Nói đụng 82 sập hả? Ái chà, thế là liều hả? Nhưng tôi muốn 80 là tôi té thôi. Vã tiếp tầm cao rồi, nó phải có xung lực, nó phải bùng đấy, đúng không ạ? Nguy rồi. Bảy tám hả? Hôm nay thì cái tài khoản này nó còn 15k, thì bây giờ nếu mà vã 78, 79 này thì nó cắt lỗ thì nó sẽ rơi vào khoảng độ còn bao nhiêu ạ? Còn 6k. Nhưng chắc tôi sẽ giảm áp lực đấy, đúng 78, đúng không ạ? Xem đến tầm 80 là nó phải cút thôi. 15k. 6k, 14k, 15 phút, 15 phút. Ấy à, còn có cả cản mà hả? Quyết định nhanh hả? Anh đang nghĩ một tí xem nếu mà cắt lỗ thì anh sẽ còn khoảng độ tương đó đúng không? Nhưng mà 79 thì không cắt, anh vẫn kỳ vọng là 80. Vì nữa vừa 79 nếu trong trường hợp được ấy, thì là bốc 8 giờ 7848 nhồi tiếp 8k với 15k còn 8k. 7815 7814. 7815 12k còn 2k còn lót nữa.
Bên này 15k, bên này là 11k, còn 4k đầu tuần 14k, 8k. Bên này là bên này 16k. Bên này trừ tổng bù 117. Dừng. Ok, dừng. Không không mạo hiểm nữa, dừng. 15k. 15k với lại 11k, 4k, ok, dừng. Ok, tổng số com lot. Ok. Ở bên này cũng phải dừng 17. Ok, 117 còn 100k chia sẻ ra. Ok, chờ xem 16k dừng. Dừng. 117. Mua tiếp. Tiếp dồn đi. Ok, lực có lực rồi. Các bạn chờ tôi tí nhá, để tôi quyết tôi chốt phát này mà đã. Cầm lực lên không? Ok, 10k, âm 10k. Cứu cái thằng bên kia. Ok, chờ chứ. Okay. 79 không lên được 80. Đánh hết margin. Này còn 3k này. Xung lực AD kìa, AD bật mạnh xung lực lớn. Ok, xung lực tốt. AD 14 82 55 rồi đi 55 không có sợ. Ok, xung lực theo. Ok. Bảy tám chín tư, bảy tám chín, bảy tư, bảy bảy, tám chín, chín hai. Chín không bảy, bảy chín chín, bảy tám chín sáu, ba ba rồi, chờ chút. Nó bớt được một cái tài khoản bên kia là mình cũng đỡ áp lực rồi đúng không? 3k, 15k còn 3k, còn bên này xem.
xung lực của Adex rất mạnh, báo hiệu là không sợ hãi. 7946, 7951. Rồi, ok. Rồi, đóng TP về. Các bạn chờ tôi một tí nha. Lên rồi, 7981 là ok đấy. Đóng TP nha, đóng TP đấy, kéo TP để lực nó lên đấy. ADX đang báo hiệu nó lên nhá, bật mạnh nè. ADX bật mạnh nha. Chắc có 80, 81. Bật lên bật một phát là 79. Rồi 79, 74 rồi, 81, 82 rồi, xong rồi đấy. Ok, chờ chút. Bật lên cái phòng đỏ hay là TP, tôi sẽ đặt TP sớm một ít lệnh, sau đó giã tiếp tầm cao nhá. Chờ tôi một tí. Chờ tôi một tí, 79, 97. Tại sao mấy ADX nó không thuận theo lòng người nhỉ? Hôm nay sợ, bởi vì cái tài khoản bên kia nó làm cho mình áp lực. 7972. Vì hôm nay thứ hai nó cũng kém. Sao mà khó, anh cân não một tí thôi mà em, anh chờ anh tính toán xem tiền mai anh có tiền ăn phở hay không ấy. Cứ bình tĩnh, em nhìn anh chờ cái quả 81 bây giờ đây này, nhưng mà vì nó đang làm anh cân não ở cái tài khoản bên kia thôi. Được 81, 82 ok, nhưng mà vấn đề là gì, anh đang cân bên kia thôi, còn bên này thì nó xung lực nó như thế. Nhiều ông ấy bảo xung 69 mình cũng kinh ấy chứ. Nhưng mà khi mà ông già đã chấp nhận theo cái cuộc chơi rồi thì phải chấp nhận thôi. Tài khoản bên này cắt xong rồi. Đó. Cắt xong hết rồi đây. Hôm nay 13, 15k còn buy đây đúng không? Chờ tí đi. Gần 82 hả? 7954, 7952, 47. Đóng chưa? Bên đấy như nào? Xong rồi, chờ tí thôi. Ok. Còn 5 phút nữa để xem thế nào. RSI vẫn mua mà. Nhưng mà hôm nay cái H1 nó các nến nó nhỏ quá, nhỏ li ti nó xếp chồng. Nên nó cái áp lực của nó là nó không có điểm bùng phát. Nếu điểm bùng phát thì hôm nay lúc 8:30 đã ăn to rồi. Nhưng mà không dám để 79, 74, 80 xong rồi đấy. Ok xong. Take profit rồi, ok, xong, 80.01 rồi. Đẩy lên vùng đỏ, take profit tiếp. Tiếp đi ạ. Ok, sẽ lấy lại bên kia. Nào. Cái vùng đỏ là vùng TP đấy, vùng đỏ là vùng TP kéo lên đấy. Xung lực của mày nó yếu quá trời. Mày chín chưa? Đó, chờ xem. Nam Sino 7906 vừa được một số các lệnh TP.
117 vừa lên 117 ít thôi, nó 117 12 chứng tỏ là chạm cái mốc 80 là nó lại hồi đời 78, tức là vùng 3 giá đấy. 7920, 7925, 7927. Một bên nó có lãi 15k rồi thì còn 3k thôi, nhưng bên này nó đang có 117k thì chúng ta chờ thôi. Vấn đề là đang tính toán để làm sao cái tỷ lệ com lót đấy em, bách được com cộng với chia cho những cái tài khoản nó cháy đấy, bù bù trừ, vấn đề cân não một tí. Còn nếu nó bùng lên thì mọi cái nó đã đâu đâu vào đấy rồi. Ok, không ai chửi em yên tâm. Nhiều khi nói anh em cứ chửi không sợ, đúng sai là chuyện bình thường em. Vấn đề là rồi, ok, xong rồi đấy. Vấn đề là em phải hiểu được là cái giá trị của cái chiến thuật đánh ấy, mỗi người nó có một cái cách riêng. Anh cũng sợ lắm chứ, đâu phải đơn giản đâu em. 79 chắc anh phải dừng. 7968 nhưng anh lên 81 mà. Để cái vùng đỏ kia là 80 81 đấy, vùng 80 81 đấy. Xung lực của nó vẫn còn tốt, của ADX vẫn còn tốt. Toàn nghiện Forex, đào rất là đẹp nhưng mà Toàn thì thờ ơ, cô không biết có nên bỏ anh ta hay không. Nhiều lúc đào nghĩ mình đẹp như thế này, biết bao nhiêu người mơ ước mộng mơ mà lại cứ phải bám với thằng Toàn làm gì, một thằng nghiện Forex. Rồi xong, ok, rồi xong, ok, đủ rồi. Bắt đầu giã tiếp bài tiếp tập này này, bài tiếp này, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp này. Đấy, bài tiếp, bài tiếp này. Bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp. Rồi. Chờ. Đúng rồi, bài tiếp, bài tiếp này, bài tiếp sau khi cắt được lệnh số lót tổng không anh bài tiếp này. Ok. Bài tiếp. Bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp. Giá cho tịt tịt thị trường. Bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp. Nền tâm hài. Bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp. Bài 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 tiếp, bài tiếp. Sót gì Quý Đức ơi. Xong rồi nhá. Rồi xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Rồi ra một đống lót, bài tiếp không? Bài tiếp nhá, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp. Bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp. Lực 81, 82 rồi, bài tiếp. Ok xong. Bài tiếp, bài tiếp. Chốt, 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 chốt. 82 vỡ rồi là lên 84. Chốt, bài, 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 bài tiếp. Ok. Rồi. Nào, comment đi ạ, comment đi ạ. 1984, nào. Tiếp tục, bài. Nào, thật lực, thật lực. Bài tiếp, bài tiếp, bài tiếp. Bùng nổ nào. 1983, 1983, 1984, nào. Tiếp tục, bài. Nào, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Bài tiếp.
bài tiếp tầm cao, nhồi tầm cao nào, nhồi tầm cao, không mua ở dưới 8195, 8193, 8176. Ai chà chà. Bài tiếp xem sao. Ok. Lực 8187, 8188, 8174, 8165. Ôi xà. Bài tiếp. Rồi ok, xem lực có thế nào nào. Bài tiếp. 8175. Rồi, 8183. 8185, 8191, bung, 8174, 8176, 8185. Một đường like đi các cụ ơi, like đi, ui dồi ôi, ủng hộ đi, 8181, 8183, 8176, bài tiếp tục, ok, tiếp tục xem, dự ngôn là như thế nào, ok, 8172, 68, 71, 74, 73, 66. Ái chà. Gấu nhỉ. 66, 76, 89. Nào. Rồi, ok. 95, 82 rồi. Có 82 rồi. 95, 2002. Xung lực rất mạnh. ADX báo hiệu xu hướng lên. RD xung lực mạnh. Chờ xem. 64, 66, 65. Ok, 79. Anh em chờ một tí nhá. Rồi. Không buộc, bên kia nó áp lực quá, không được. Bắt buộc phải chờ bên này để nó cứu nhá. Ok, chờ đi. Rồi, xong rồi đấy. 52, 83. Đẩy lên. Tiếp tục. 54. Ok, 54, 58. 61, 63. Ok. 66. 83. 83, 84, ok, 84 đây ạ, lên, chúng ta comment 84 đây ạ, comment 84, 84, 73, 82, 76, 82, 74, lên, nào, lên, 83 đây ạ, 83 các cụ ơi, 83, bùng nổ đây ạ, 83, 83, bên em 83, ok, 82, 61, rồi, 82, 45, lên, đúng không ạ, ai xa. Rồi, 82, 24, bên em 83 rồi à, 84. Đấy, chà. Hôm nay cảm xúc quá. Anh em vào nhóm ấy nhá, nhóm nhá. Nhưng mà cái khung của 82, 83 nó vỡ, quải thật. 81, 86 hôm nay là cái cuộc, cái hiệp này, hiệp đấu này nói chung là nó cũng mệt. 88 cơ, ái chà. Ông bây giờ 82, 83 là đã kinh lắm rồi. Vấn đề là chúng ta có cái mua tầm cao đấy. Bởi vì lúc đấy là cái xung lực của ADX hôm nay nếu thế nó lại lừa mình à. Đó, xuống đấy, không dám để chứ. Nhưng hôm nay thế là tuyệt vời rồi. Một số lệnh như thế là đấy, SL đấy, TP hết rồi đây. Một số lệnh đặt TP hết rồi đây. 80.97, 80.94, TP hết rồi. Tất cả một đấy, 130 rồi này. Đấy, đã chốt như thế rồi, đã đóng được 1930 rồi. Bây giờ có 9.000 thì cũng không vấn đề gì. Đúng không ạ? Điều chờ 81 trong các vùng kia nó xem thế nào. Hai lúa hả? À, 82 sập hả? Vấn đề anh muốn phá vỡ chứ còn nó sập thì cũng không giải quyết vấn đề gì. Bởi vì nếu bán như thế là bid ask nó cũng không để mình ăn được. Đúng không? Nhưng mà anh chốt lời ở các cái lệnh kia, bây giờ anh nhồi. Ok. Trái tim đã vỡ tan rồi đấy. 117 lên 130 rồi đúng không? Thôi dừng. Anh chắc không đánh đua nữa, ngày mai tiếp tục thôi ạ. Không đua nữa. 80, 90, 80, 96. Các vùng của 81. Chờ xem. Ok, chờ xem. 35. Rồi ok. Tám mốt năm năm.
Năm ba năm tư nghỉ ngơi được rồi hả? Vui có gì đâu, đang giảm béo đấy, luyện âm thần chưởng đấy, cửu âm chân kinh đấy, hô hò hét là để giảm béo mà em. Ok thôi nghỉ ngơi nhá. 81 82 rồi, 82 rồi. Rồi 82 3K. Thế là chúng ta đã đạt được các cái mốc của chúng ta ngày hôm nay, đúng rồi, mốc 82 này rồi. Ok. Không nhồi lệnh ở trên tầm trên nhá. Vậy vẫn nói chung là nhồi lệnh vẫn chuẩn đấy. Rồi ok. Đấy, vẫn lên này, đúng không? Có độ phanh này. Chắc lên 84 đấy anh em ạ. Chắc lên 84 đấy. Hai năm ba rồi, tám hai năm ba ấy, tám ba rồi đấy, ok có độ phanh, mình phanh nó nhá, mình phanh nhá, ok rồi 8273 rồi, để phanh nó lên nhá, ok nó lên 82, 8226 rồi, lên 84 đấy, ok. Xong rồi. Một buổi thật là cảm xúc các bạn ạ. Phê thật. Úi trời ơi, nó. Lý do là Forex nó thích là như thế, nếu cho các bạn hiểu được chân tơ kẽ tóc nó ấy là các bạn thích lắm. Bởi vì rất nhiều người người ta muốn, đúng. Ok. Ok, nghỉ thôi, mệt quá. Đó. Ok, cảm ơn mọi người. Ok, đấy. Rồi. Bây giờ yên tâm để nói chuyện với cả nhà rồi, đúng không? Ừ. Một buổi cảm xúc, đúng không? Thực ra mà nói các bạn biết không? À, thứ hai thì Bollinger Band nó hẹp ấy, nó không đi đâu. Nếu mà hôm nay nó đi tiếp phát nữa là mình lại phải có cái bài hedging của mình. Còn à, giá trị của thị trường là gì ạ? Là có khi bạn đúng tôi sai nhưng đôi khi ngược lại đấy. 84 rồi, ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ông già. À, một tràng pháo like cho anh em chúng ta đi. Đó, một số anh em thấy sẽ sợ hãi đúng không? Forex nó là như vậy mà. Có cái gì không sợ hãi đâu. Nhóm đúng không? Nay lại hầu chuyện mọi người, kể chuyện mọi người nghe. Đà Nẵng hả? Ok mà. Đà Nẵng thì về. Ra hôm nay ấy, bên bên phòng nó đánh cũng kia kênh mà bên này 15k nó còn có 3k này đúng không ạ? À, tổng hôm nay nó cũng lợi nhuận cũng rất là tốt mà nó thế, còn bên này thì nó kinh rồi, bên này thì hôm nay là đã trả được lãi cho toàn bộ tất cả hệ thống rồi, com lót các thứ tốt nhá bạn nhá, đấy com lót nó rất tốt mà, đấy 136k này, đấy tổng ấy. Đấy âm yếc này, âm dương này, đấy nó nhồi ấy. Đấy. Cloone hả? Anh đã có nhiều video nói về Cloone rồi mà em. Để còn phanh thì còn nhồi lệnh thần trưởng chứ. Phanh ấy, đúng không? Còn nếu anh Cloone thì anh đã giã ở cái CJ này rồi. Em biết được là anh là cái người mà viết cái tool Cloone từ bao nhiêu năm rồi. Cloone từ thời Massey Forex rồi các thứ ấy. Anh viết cái tool cắt tổng lệnh âm, tổng lệnh dương rồi cắt nửa lệnh rồi. Nhưng mà cắt tay nó có cái hay là khi đà đang lên ấy thì em cắt một nửa thôi, em giã tiếp. Thế thì vù lên là em có com lót đấy. Còn đâu là cái câu hỏi của em ấy là cái câu hỏi nó không 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 đúng. Đó. Đấy, ví dụ như là anh có sẵn sàng anh chơi cái này đúng không? Cloone này em nhìn đây, 100 lệnh này, Cloone này. Đấy, Cloone này, đấy. Xong ấn vào Cloone này, đấy, Cloone này, Cloone phát này. Đấy, Cloone này. Đấy, đóng phát hết luôn, đúng không? Vấn đề không? Minh Tâm ơi, ok, cái này bình thường, ok, cảm xúc không anh em? Đấy, cuộc sống là như vậy đấy, nếu các bạn mà lao vào cái công việc ấy
Đấy, đóng phát là position close này, position close là đóng phát là đóng hết luôn. Đấy, 84 rồi đấy, các bạn đấy, đúng như là phân tích đấy, đúng không ạ? Các mốc này đúng không? Đấy, 84 rồi. Thế các bạn mới thấy được rằng là cái ý của chúng ta đôi khi nó không phải là cái cảm xúc đâu. Nó chính là một số cái. Thế bây giờ những ông bảo mà sell nó xuống 60 đâu rồi, chắc các ông toang hết rồi, đúng không? Mấy ông thì bảo là là ông già cứ mua thì nó bán, ông già cứ bán thì nó mua đấy. Thực ra thì cái đấy nó không đúng. Cái tư duy của mỗi người nó có cái khách khác biệt. Đó, vấn đề là bạn có sở hữu một chiến lược, kể cả bạn sell cũng ok mà, nhưng bạn sẽ có một chiến lược sell để chờ nó về, hoặc tôi có một chiến lược buy. Vì tôi cũng nhiều khi cũng dao động lắm chứ, nhưng thực tế mà nói các bạn ạ, khi mà mình xác định cái nghề này ấy, cứ âm thầm mà kiếm tiền thôi, không cần phải oai đâu, cũng khiêm nhường thôi, cũng không cần phải tôi là phải giỏi hơn Z Under hay là Z Under nó là trùm, không cần, không cần đâu. Học trò của tôi nó có nhiều thằng nó kinh khủng lắm, nó vẫn làm và nó vẫn cày. Có những thằng bây giờ ấy tiền tiêu không hết, đúng không? Vấn đề nó sở hữu một cách đánh thôi. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta phải biết được là cái sự khiêm nhường, và cho mình trang bị cho mình một cái kiến thức cũng như là cái tư duy để chắc chắn, bởi vì tránh đẽo cày giữa đường. Có người này bảo A, người kia bảo B, xã hội nó là như vậy rồi. Cho nên nếu đang buy mà sell cũng toang, đang sell mà buy cũng toang, vấn đề hãy chuẩn bị cho mình một cái hành trang và trang bị cho mình. Ông Lê bảo ông có một cái ăn nói rất sắc sược, đúng không? Học under cái gì? Tao cho mày ra ngoài luôn. Cho thằng này ra ngoài. À, cái hedging là tài khoản lớn em mà. Tài khoản lớn phải hedging bởi vì không ai xử lý được. Còn tài khoản bé nó cháy là có nha em nhé. Tài khoản bé ấy, vã một chiều thôi. Đấy, hôm nay nó lên rồi bắt đầu bùng phát rồi. Đấy, từ 60 đến 86, còn đâu là những cái tài khoản lớn ấy không ai dám đặt một cái chiều mà coi như là 100% là chúng ta chiến thắng đâu, sợ lắm. Cái đấy là cái trái tim nó khủng khiếp lắm. Không, hôm nay thì cũng kinh bởi vì thứ hai đấy anh. Thứ hai là cái năm cây nến nó xếp bé xíu à, em không dám bùng phát bởi vì em giã được số con rồi, bởi vì sáng nay anh nhìn này, sáng nay em cũng giã được tương đây rồi mà 136 này đó, em đủ đủ bù đây này đúng không? Em sáng nay em đã giã được rồi, nhưng tối nay thì em like em không ấy, anh nhìn em tôi đây này đúng không? Em đã vã được tương đây rồi, cho nên là tối em không mạo hiểm. Em mạo hiểm tối nay thì em cũng không happy lắm, bởi vì thực ra hôm nay cái hiệp này đấu là đưa quân vào đánh bay ấy, nhưng mà lúc đấy nó ăn rồi, nhưng mà em không chốt. Sau khi em không chốt ấy thì lập tức là nó bị xuống, nó xuống ở 70, lúc đấy là cũng cóng rồi. À 77 là cũng cóng rồi. Đúng rồi, bảo vệ thôi. Còn đâu là em có com lót mà đại ca. 86 87 đúng không? Không tiếc em à. Vấn đề ở đây là đừng có tiếc, bởi vì cái này nó là download trên mạng thôi, em phải cảm xúc đúng không? Đấy 86 là nếu mà để đúng không? Thật sự là nó kinh ấy. Nó không dám, bởi vì ngay cả cái bên này cũng đã cắt rồi này, bên này là đã cắt còn có 3k này đúng không? Mới đầu 15k mà nó còn có 3k là em cũng không dám để, bởi vì lúc ấy áp lực của cái tài khoản bên này nó rất mệt đấy, anh nhìn xem. Đó, 15k mà em còn có 3k này, chấp nhận sang bên này thì bởi vì nó gồng thì lại gồng, nhưng đội hedging kia nó đã phải cắt sớm để em bảo là nó sẽ bùng lên. Vì lúc 83 lên mà. Đúng rồi. Nếu trong cuộc đời mà để tí nữa mà gồng ấy, gồng tí nữa ấy, mà lụng tiền ấy, thì chỉ nhìn xong quá khứ thôi. Những cái pha như thế này ấy, là ông già nhiều lần chết rồi. Ví dụ để tí nữa ấy, thì lần sau ấy, để tí nữa là cháy. Đấy, không tắt ấy, thì nó có hai trường phái. Trường phái là nếu để tí nữa thì tao ăn rất nhiều tiền, và để tí nữa thì tao cũng toang. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là có những lúc dứt khoát, comment từ dứt khoát ấy, comment từ dứt khoát. Cho nên là thuận về lực thì hại về đường đi thôi. Nào, comment dứt khoát đi ạ. Đó, comment dứt khoát. Đúng rồi. Rồi, à, các trò có tin ông già không? Có yêu ông già không? Vừa ấy bảo đang yêu đang tin đang sướng thì mẹ nó giật cho cái các thò trò chắc đái chứ đéo dám đái rồi đúng không? Thế mấy thằng đi đi móc chim mà đái đi, đi đái đi ở đi. Đang vừa không dám đái gì đấy. Cuộc chơi nó là như vậy mà. Đúng không ạ? Nhưng mà tôi tin rằng là không có thằng nào đánh cảm xúc như thế đâu.
Ồ, đánh trực tiếp không có đâu. Đấy. Còn đâu nó cứ đánh cho nó khoe lãi 50.000 với 70.000 thì đéo tin đâu. Đấy, cho nên cảm xúc lắm, sợ, nói chung là sợ. Dái bằng quả bóng, sợ lắm. Dứt khoát. Yêu là cái trạng thái của yêu thương vũ trụ, yêu thương trái đất, yêu thương môi trường. Mày nghĩ yêu thương trai gái là chết dở rồi. Ok, ấn lực hả? Ok, hiểu dần rồi, ngộ đi rồi tỏa đi khắp đất nước. Nhân gian ơi, ta thứ tha thứ hết cho người, đúng không? Yêu thương ơi, ta gửi gắm vào vũ trụ, ta download tiền từ trên mạng hư vô. Ok nhá. Đúng rồi, Minh Tâm, mà không tôi ấy mà để ấy, bây giờ ấy thì lần sau ấy xuống âm ấy là tôi để ấy, thì nó cũng ngang nhau, cho nên các bạn đừng bao giờ nghĩ là đi giá mà để, đúng không? Giá mà để từ 83 lên đến 86 được 3 giá rồi thì cái câu chốt lỗ từ lúc 70 nó để một phát tôi là nó xuống 60 là thôi ăn cứt luôn đấy. Đấy. Ừ, yên tâm, thế thì phải luyện. Hôm nào chả cảm xúc hả Hoa đệ? Có hôm nào không cảm xúc đâu, hôm nào chả âm bét thì lè nhè ra, hôm nào chả cảm xúc. Nhưng mà có một cái hay là những cái chiến thần mà đang cứ chửi ấy là nó sẽ cút hết, đúng không? Nó sẽ toang hết và nó sẽ bảo sell xuống 60 là nó cũng cút hết, đúng không? Hôm sau mình sai thì nó lại hả hê, nó lại vào nó chửi. Cái nghề này nó thế. Thế là khi mình thắng ấy thì là nó cút hết. Nhưng khi mình thua nó vào ấy, thằng kia là indicator chỉ báo đấy, ý nó nói là mình cứ đánh sell là lâu bay đấy. Nhưng nó có phải mình nó có phải vào buy một điểm đâu. Hôm nay các bạn sẽ hiểu được là buy một điểm là chỉ có toang thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta buy 1986, chẳng may nó lên phát thì là đúng. Nhưng mà nó sập một phát xuống 83 lại ngỏng, đúng không? Mình buy 10 lót ở một điểm là toang rồi, đừng bao giờ có chuyện đấy. Đúng rồi, nó vòng lại 60 lại vĩnh biệt cũ, đúng không? Đấy, cho nên rất nguy hiểm. Ừ, không, đúng không? Không không làm từ từ đã. Bây giờ 9:48 rồi, chắc chắn là hôm nay là nó sẽ lên rồi. Hôm nay là phiên Mỹ là nó sẽ lên rồi đấy, đúng không? Hạ xuống tí rồi mua. Đấy, vấn đề kênh buy. Ừ, ông già indicator ý nó nói là mẹ nó mình cứ buy là nó sell. Thế thì sell nó chết cụ. Như nhau thôi, anh em như nhau. Sell đi à? Ôi sell làm gì? Anh tập trung vào buy, nếu mà bây giờ kèo như này anh chờ buy. Em có tin bây giờ anh buy không? Đúng không? Vấn đề ở đây là gì? Lúc này là điểm bùng phát là 48 này, đúng không? Anh buy này, đúng không? Tầm này phải là buy em nhé. Đấy, ví dụ buy này. Ví dụ bây giờ em sell em sẽ đợi rất lâu, nhưng mà buy bây giờ sẽ ăn luôn này. Đấy, ví dụ em thích buy thích sell bây giờ nhé, anh chỉ cho em nhé. Đúng không? Bây giờ em nhìn đấy đó, đúng không? Anh sell, anh buy thì anh sẽ ăn luôn, còn đâu em mà sell ấy thì là em sẽ toang. Bởi vì sao? Bởi vì em sẽ toang trong trường hợp em đợi, đúng không? Đợi đâu gọi bình quân giá lên em lại mua. Cho nên cái bài của anh vẫn là bán đáy mua đỉnh nhá. Đây là đang coi như là đỉnh trong cái H1 hôm nay nhá. Và em bán đáy mua đỉnh vẫn là đỉnh cao của hệ thống, đúng không? Anh tiếp tục bài nhá, cho em xem nhá. Anh tiếp tục bài cho em xem. Bài 82 cắt lỗ rồi hả? Cắt rồi hả? Ok. Là sao? Gửi cái gì hả Minh Trung ơi? Ừ. Điều số 9, đúng rồi, nghiện. Ok, điều 9, 9 điều. Nào chúng ta comment điều 9, 9 điều đi. 9 điều ở đâu nhỉ? 9 điều ở đâu nhỉ? 9 điều ở đâu các cụ ơi? 9 điều ở đâu nào? 9 điều ở đâu? Và điều số 9 ở đâu ạ? Điều 9 ở đâu? Và 9 điều ở đâu? Buy highway fly is ok. Buy is ok. À, điều số 9 ở đâu à? Điều số 9 ở đâu ạ à, các cụ? Điều số 9 ở đâu ạ? Gold, ok. Điều số 9 là ở Gold đấy. Gold VN, ok. Rồi, chính xác. 9 điều là đâu? Điều 9, 9 điều. Điều 9, 9 điều, ok. Trong cái quá trình mà mình làm ấy, thì cái kinh nghiệm dần dần nó sẽ cứng hơn, đúng không? Cái tỷ lệ lỗ và tỷ lệ lãi đôi khi nó nằm trong cái khoảng, bởi vì nó là tiền mà. Đôi khi lỗ một ít cũng phải chấp nhận, còn hơn là lỗ nhiều lãi và mình chấp nhận cái điều đó. 9 điều không, 9 điều ở trong đâu anh em chú ý ơi, 9 điều ở đâu ạ? 9 điều ở đâu và điều số 9 ở đâu? Đúng rồi, 9 điều là ở từ thiện nét, đúng rồi, chính xác rồi. Đúng không? 9 điều đúng không? Mua tiếp đi, đúng không? Âm hả? Ok. Từ thiện chấm nét, ok, 9 điều, ok, anh em hoan hỉ và nghiên cứu các cái tư duy
Thì hy vọng anh em sẽ có được cái cách để mà nghiên cứu để download tiền trên mạng ấy, bẻ USD này, bẻ USD. Sụt nhỉ, hôm nay bóp tương tác đấy. Từ 400 mắt mà bây giờ còn có 170 đây đúng không ạ? Toàn nhân viên thôi. Ok, đúng không ạ? Hôm nay lỗ hả, KK Minh Trung. Điều số 99 điều, mình nói về trong trading thôi. Buy highway fly, buy nhiều ghê. Cơ bản giao dịch thì không có đúng và sai. Yes, ok. Anh đánh kiểu nhồi lệnh thần trưởng ra 1.000 lót em. Nhồi lệnh thần trưởng, mua cao, sập thì bán, lên thì mua, cứ mua cao đúng không ạ? Mua, cứ lên là mua. Nay học được nhiều điều, nói chung là cảm xúc. Cái này thì được phát lại bởi ông già đầu tư chấm click nhá. Chúng ta có các cái kênh để chúng ta được phát lại. Hôm nay tỷ lệ gồng với một số cái. Đang bay em à. Vẫn bay thật lực. Tự do tài chính New Star. Chưa, chưa tự do tài chính em. Còn phải giúp đời. Thực ra tự do tài chính là đi chơi hả? Tôi đi chơi từ những cái năm không có tự do tài chính nữa. Bất bất kỳ tỉnh nào. Một số nước lớn đi rồi. Các cái nước bây giờ đi các nơi nó cũng thế. Đúng không? Ở Nhật rồi. Mọi cái thế nào là tự do tài chính? Tự do tài chính là tiêu dưới mức thu nhập là tự do rồi. Tự do tài chính là chăm sóc cha mẹ, đúng không? Người thân cho nó xong đi. Thế nào là tự do tài chính? Cái từ đấy là cái từ nguy hiểm chết người đấy em nhá. Mà tự do như bác Thanh, bác Quyết hả? À? Không được, không có đâu. Phải lao động hết, tất cả phải lao động hết, tạo ra giá trị hết. Cái vấn đề của chúng ta ấy, nó không phải là nằm ở cái khoản là tự do tài chính để đi chơi, nó còn nhiều lắm em, nghiệp nó còn nhiều lắm, gánh vác còn nhiều lắm, nhân quả nó còn nhiều thứ lắm. Âm rồi phải nghỉ em ơi. Anh đang mua 85 86 có một giá thôi, chờ tí. Đang sell, đang buy, mua cao bán xuống, ok. Đúng rồi, cơm không lo, quần áo không phải mặc. Nhóm nha, anh em bảo nhóm nha. Điều chỉnh giảm nhẹ hả? Cứ để mua đi xem điều tôi nói có đúng không? Đúng không? Bây giờ mới có 86, 87, 3 giá rồi. Điều tôi mua xem có đúng không? Bạn chấp nhận bán đúng không? Tôi chấp nhận mua xem sao nha. Xem nó có đúng không nha. Những ai tài khoản bé dồn 0,01 chơi. Xem nó xuống âm thế nào. Giá vẫn đi ngang hả? Tài khoản nhiều lắm mà. Lực mua còn rất mạnh à. Nhưng mà nó điều chỉnh tầm 3 giá. Thế nên nếu hôm nay nhồi lệnh thần trưởng mà nó xung lực hôm nay nó yếu thì cũng không được. Úi rồi. Nhưng hôm nay ông già mệt đấy. Nên là chắc là sẽ phải đánh tí thôi rồi nghỉ thôi. Nay là tầm này đó 136 à, 136k. Giờ 5k, 6k vứt đi, ngắt vứt à. Đang dẫn cho một số bạn nghiên cứu xem cái lệnh mua của ông già xem sao. Đấy, cho nên là không kỷ luật nên là nó mệt mỏi thêm đúng không? Cuộc chơi nó là mãi mãi, nó không đánh hôm nay thì lại mai đánh. Chờ đợi.
Đúng rồi. Hôm nay là nói chung là một cái cảm xúc nhỉ, hôm nay cũng cảm xúc đấy. Đà Nẵng, ok anh. Hôm nào uống cà phê Đà Nẵng nhé, ăn đi ăn đi ăn mì Quảng với tôi nhá. Đúng rồi, vàng cả núi đúng không ạ? Âm trong cái khoảng lãi này, lãi đây, hôm nay lãi đây đúng không ạ? Âm bao giờ chán thì cắt, ví dụ bây giờ thì không thích đánh nữa thì cắt đúng không? Mày đang test mua đấy, cho nên là hôm nay là từ 87 xuống 83 rất nhanh đó, chứ là mức cản của nó đúng không? Ok anh Lê Quang Đạo à, em nhớ Đà Nẵng quá, mấy bữa vào mà đợt này đang tổ chức mấy cái event, đang xử lý mấy cái event cho nên là đang phải xử lý, em điều hành để cho nó làm ở nhà trading các thứ, nghiên cứu rồi livestream đúng như cam kết thôi. Bình thường em biết được số lot của anh bao nhiêu không? Không thích gồng nữa thôi, gồng nữa thì cũng ok thôi, cần gì đúng không? Vấn đề là anh dẫn cho cái lệnh này để xem thế nào. Dồn nhỏ thôi. Đúng rồi em, công ty mà chia nhiều lắm, chia các tài khoản lỗ, các tài khoản họ xử lý ấy. Chứ không phải đâu phải là của anh đâu. Hệ thống nó còn nhiều, em biết là hàng bao nhiêu không? Đâu phải một mình đâu em. Làm FX chứ đâu phải là đánh FX đâu, làm FX. Lệnh tùy theo 0,5 một lốt, 0,1, 0,3 tùy theo, còn mồi có lúc 0,01. Có công cụ nào vào nhiều lệnh giống nhau không được em, anh không dùng cái đấy, tất cả dùng bằng cơm hết. Mình còn cảm nhận được nữa, ấn mình phải cảm nhận tay tay buông tiếng khẽ khàng vào phím, nó buông những cái tiếng này, buông nó giống như là nào đấu kiếm hay là đánh đàn đấy chứ em. Bởi vì tất cả những công cụ của em vào bot là anh đã từng trải hết rồi, và bây giờ anh phải cần nhẹ nhàng thưởng thức như là bốc xôi hay là
Thịt gà cá chép ba ba đấy, đại loại là thế, đúng không? Phải dùng tay. Có xem chứ, trùm phân tích kỹ thuật mà em. À, còn em Annie không nhìn thấy ông phân tích rồi. Đọc trên tường đi nhá. Phân tích nó kinh lắm, nó còn gồm các loại Ichimoku, Bollinger Buoy, háng đầu háng, vai đầu vai, phân tích nó phải kinh như thế chứ. Đúng rồi, ăn bốc, dùng chuột nó bốc nó nhẹ nhàng, cứ sôi mà bốc thôi. Nhập khối lượng nhanh hả? Ôi rồi lại nhanh, muốn nhanh thì phải từ từ, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, muốn nhanh thì phải từ từ, muốn nhập nhanh thì phải chậm, nhập chậm thôi, ấn nhẹ nhàng số 1, số 2, số 3, số 4, nhẹ nhàng tình cảm vô đàn bà xôi gấc cơm gà, ấy à, nói lại thèm. Lọc banh banker, ok, từ banker hay lắm em. Ngày xưa anh học bên Nhật ấy, riêng một tiết nói về banker, các cái tỷ suất sinh lời trong banker đấy, cực kỳ hay, cái từ banker nó sâu lắm em. Banker là ăn chia đấy với nhà cái đấy. Liệu nó quay hoàn toàn có nhá, nhưng mà em yên tâm, em đã theo ông già bảo lệnh bay thì cứ ngồi yên. Hà Nội không vội được đâu, đúng rồi. Đúng rồi, nhập thủ công. Em ơi, hãy nhập thủ công. Ngày 30 lót thì vào ra ầm ầm. Đó, cứ yên tâm, cứ nhẹ nhàng em. Nhưng hôm nay có lệnh cảm xúc đó, ngồi buôn chuyện với cả nhà. Ngày mai là phiên Á chúng ta lại tiếp tục nhé. Nay chắc là tôi sẽ nghỉ sớm đúng không ạ? Sẽ tương tác và nghỉ thôi. Hôm nay tổng 136 lệnh này thôi cũng phải biểu diễn tí, nhưng mà chắc là nó sẽ lên đấy, nó lên lại back test lại 86 đấy. Đó. Nhưng mà tôi thì tôi chờ đợi nó cũng mệt rồi. Thì không cùng mọi người nữa, để tôi vứt đây cho các bạn nó canh thôi, các bạn ấy canh thôi, trợ lý nó canh thôi, còn đâu là tôi chắc là cũng kết thúc cái này thôi. Ok, các trợ lý hỗ trợ đi ạ. Ừ, đúng rồi, ông già thao tác nhanh ấy là phải tương tác. Bây giờ còn tương tác còn ăn đậm làm gì nữa, như thế cho nó ngon lành thôi, kệ nó thôi. Năm hai năm giá thực ra nó cũng ít mà, nhưng hôm nay thế đã, hôm nay cái cảm xúc là cái quan trọng. Ok rồi, để cho các bạn canh nhá, hẹn gặp lại, tạm biệt nhá, hẹn ngày mai phiên Á nhá, tạm biệt nào, bye bye nào, hẹn ngày mai phiên Á nhá, nghỉ thôi, bye bye. Các trợ lý hỗ trợ đi, vào nhóm đi. Chúng ta không quên thank you Erante và Star Trader đã tài trợ chương trình này. Một số các chương trình của chúng ta là nhóm, đúng không ạ? Ok, đã đến giờ kết thúc. Ok. Thank you, bye bye. Hôm nay là một buổi cảm xúc đấy ạ. Thank you, bye bye.